chương 21 Bạch Tuyết Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Trẻ tố thể quyết hắn đã được đến tay, đột phá dung cảnh không cần lo lắng, tạm thời khả dĩ lưu lại, bất quá một khi cổ thi thể kia có tin tức, hắn sẽ lập tức đi, không có gì sau so cổ thi thể kia quan trọng hơn. Kim lăng đại địa khói thuốc súng bay thẳng đến chân trời, chiến đấu không có một khắc đình chỉ, mỗi qua mấy ngày, phía Tây đều có một cổ thú triều trùng kích, đến không hiểu thấu thiên không, phi hành biến dị thú cả đàn cả lũ phóng tới căn cứ nội. Granny đằng không phi hành, đầy trời hỏa diễm ngưng co lại là viêm hỏa trưởng, chấn động thiên không, hỏa hoa bắn ra bốn phía, khiến cho vô số người tán thưởng sùng kính. Lục ẩn đứng tại trên tường thành, nhìn về phía tây phương, mấy ngày nay thú triều đến có chút quá nhiều lần rồi, chẳng lẽ xuất hiện cường đại biến dị thú. Granny, trợ giúp tây nam phương, lục ẩn hét lớn. Thiên không, Granny phiền muộn, nàng có thế là đến từ tinh không kiều tử, lại bị như mệnh lệnh này, cố tình cự tuyệt, nhưng chứng kiến lục ẩn lạnh như băng hai mắt, Granny sáng suốt thi hành mệnh lệnh, trong đầu không khỏi xuất hiện vài ngày trước một mạng. Thì ra là đang nhìn nhìn qua Chu Sơn sau đích ngày hôm sau, lục ẩn đột nhiên đưa ra luận bàn, cam đoan không cần ba động trưởng, Granny lúc này mới đồng ý. Gặp quỷ rồi chính là hỗn đảng này rõ ràng dùng ra liệt không chưởng, thiếu chút nữa một chưởng đem nàng phế bỏ khi Granny thề vĩnh viễn không cùng hắn luận bàn. Đương nhiên, nàng cũng đồng thời khiếp sợ tại lục ẩn cường đại, nếu như nói ba động trưởng không tính quá kỳ lạ quý hiếm, cái kia liệt không trưởng tự hoàn toàn bất đồng rồi, tự nàng biết đến bạn cùng lứa tuổi trung có thế sự xuất liệt không trưởng chỉ có một, đế quốc đệ nhất quân sự học viện người mạnh nhất Uy Lao, lục ẩn là thứ hai. Quanh viêm hỏa trưởng hung hăng vỗ vào cả vùng đất, làm vỡ nát vài con cường đại biến dị thú, Granny thở một ngụm nàng cũng cảm thấy kỳ quái, tận thế sau biến dị thú tuy nhiều, nhưng cũng không phải là sở hữu tất cả biến dị thú đều tập kích nhân loại, thú có thú thiên tính, cái nếu không có ai xâm phạm lãnh địa của bọn nó, chúng rất ít đi ra, đây cũng là có thế còn sống nhiều như vậy người sống sót máu chốt nguyên nhân, nhưng giờ phút này thú triệu có chút nhiều lần. Rống cực lớn tiếng gào thét vang vọng, phía trước, hai đầu biến dị thú xông đến tập kích hướng Grani, Grani lần nữa thi triển viêm hỏa trưởng, một chưởng đánh chết mất hai đầu biến dị thú. Trên tường thành, lục ẩn nhíu mày, nữ nhân này quá ỷ lại chiến kỹ rồi, ngược lại hạn chế nàng phát triển, một khi không sử dụng viêm hỏa chưởng, nữ nhân này chiến lực lập tức hạ thấp một nửa, đoán chừng tại trong học viện nữ nhân này chỉ có thể coi là trung thượng, cùng trét so kém xa, cũng tự mạnh hơn Ada hơn một ít. Đột nhiên, lục ẩn ánh mắt xoay mình trận, gầm lên, dừng tay, nói xong, dơ lên chưởng lăng không đè xuống, không khí bị nắm, chọc lấy, hình thành rung động nhộn nhạo ra, sau đó tự như khí pháo oanh hướng Granny phương hướng. Granny kinh ngạc quay đầu, mắt thấy lục ẩn liệt không chưởng đánh úp lại, ánh mắt kịch biến, hỗn đảng này điên rồi rõ ràng tập kích ta, đột nhiên đấy, Granny cảm giác phía sau lưng mát lạnh, có người đánh lén, Granny phản ứng không chậm, vô ý thức xoay người, liệt không chưởng xẹt qua Granny, trực tiếp oanh tại sau lưng nàng, phịch một tiếng, không khí chấn động, Granny bị cực lớn lực đẩy quét ngang khai mở, phía sau. Một gã nam tử nhổ ra khẩu huyết bay rớt ra ngoài, nện trong lòng đất. Lục ẩn một nhảy dựng lên, cấp tốc bay về phía Granny, trận mắt chầm chầm vào té trên mặt đất nam tử, đáp xuống Granny trước người. Granny thở ra, may mắn nhìn xem lục ẩn, vừa mới nếu như không phải lục ẩn nàng đã bị đánh lén, kẻ đánh lén đồng dạng là tham cảnh thực lực. Một khi bị đánh lén thành công nàng không biết hội thụ đa trọng tổn thương, thậm chí khả năng bị giết. Mặt đất vỡ ra cực lớn khe hở, nam tử che ngực, rung động nhìn về phía lục ẩn, liệt, liệt không chưởng. Làm sao có thể? Lục ẩn lạnh lùng chầm chầm vào nam tử, hai mắt ánh mắt xéo qua lại đảo qua bốn phía, sau đó ánh mắt ngưng tụ, du thân bộ biến mất phóng tới thú triều ở bên trong, nam tử hô to, chạy mau, nhưng mà đã chậm, một đầu biến dị thú phần bụng, một gã nam tử trẻ tuổi kinh ngạc nhìn qua lục ẩn đơn trưởng chọc tới, rút ra trường đao chém tới, bằng một tiếng, trường đao lên tiếng mà đoạn, lục ẩn một chưởng nát bấy trường đao oanh tại nam tử trên người, phạm vi mấy chục thước đại địa băng liệt, khí lãng. Xoay tròn bay vụt, vô số biến dị thú bị xé nát. Lục ẩn ra tay gần kề lưỡng kích tựu đánh bại hai gã tham cảnh, lại để cho Granny xem trận mắt há hốc mồm. Nàng xác định hai người này là đệ tử, tuy nhiên không phải đế quốc đệ nhất quân sự học viện đệ tử, nhưng tham ngộ cuộc thi bổ sung luyện tuyệt đối không kém, cư nhiên như thế đơn giản tự thất bại, cái này là lục ẩn thực lực hôm nay, chân thật chiến lực vượt xa chiến đấu trị số bản thân. Theo hai người bị đánh bại, thú triều rõ ràng quỷ dị lui bước. Lục ẩn lập tức biết được trong khoảng thời gian này thú triều đến từ hai người này. Các ngươi là người nào? Granny đại quát hỏi, nàng thiếu chút nữa bị đánh lén hai gã nam tử kiên kiện ngắm nhìn lục ẩn, không có trả lời. Lục ẩn phất tay đuổi đi binh sĩ, lạnh lùng chầm chầm vào hai người, không nói đem các ngươi chém uy biến dị thú. Chúng ta đều là đệ tử, ngươi không thể tàn nhẫn như vậy, một gã nam tử sợ hãi nói, sắc mặt có chút tái nhợt. Lục ẩn nhún nhún vai, thật có lỗi, ta không phải đệ tử, ta là địa cầu người. Không có khả năng hai người kinh hô, đồng thời nhìn về phía Grani. Grani trầm mặt hai người rung động chính là thổ dân làm sao có thể dễ dàng như vậy đánh bại chúng ta còn có thể liệt không chưởng đã thành không cần nói nhảm hoặc là nói hoặc là chết lục ẩn âm thanh lạnh lùng nói hơn mười sau về sau lục ẩn sai người đem hai người này nhốt lại ánh mắt trầm tư hai người này đến từ đại vũ đế quốc lam sơn học viện lam sơn học viện ở vào che kín giả thú tinh cầu cho nên hai người này hiểu một ít ngữ thú thuật nhưng cũng chỉ có thể đem ra sử dụng rất yếu biến dị thú, về phần tập kích kim lăng, cùng Granny bọn hắn đồng dạng, thậm chí nghĩ chiếm cứ kim lăng. Bất quá cùng Granny bất đồng, hai người này sau lưng có người, hơn nửa khoảng cách kim lăng không xa, ngay tại An Huy. Granny phẫn hận nói, vì cái gì không giết bọn chúng đi, bọn hắn muốn mưu đoạt kim lăng. Lục ẩn nhìn về phía Granny, người đi giết. Granny cả kinh, quay đầu đi, ta không hạ thủ được. Lục ẩn âm thanh lạnh lùng nói, thí luyện tuy nhiên không khỏi sinh tử, nhưng nếu như giết chóc quá nhiều cũng không nên, về sau ở trước mặt ta thiểu đồ nghịch tiểu thông minh, cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, nói xong, lục ẩn quay người ly khai. Granny nhìn xem lục ẩn bóng lưng biểu môi, thầm nghĩ đáng tiếc, nàng là muốn đem lục ẩn đẩy lên tất cả mọi người căm thù vị trí, như vậy nàng có thể thoát ly khống chế, nhưng không có thành công, hỗn đảng này so tưởng tượng thông minh. Lão đại, thú triều lui, từ tam đối với lục ẩn hưng phấn nói, mắt nhỏ thẳng sáng lên. Lục ẩn nhìn hắn một cái đã biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, cho năng lượng của ngươi tinh thể dùng hết rồi. Từ tam không có ý tứ nói, dùng hết rồi, ta mạnh hơn rất nhiều. Lục ẩn nói, không cần phải gấp đột phá thiên cấp, tạm thời ngươi không có cái kia năng lực, tận lực đắm chìm xuống mạch lạc trong cơ thể năng lượng. Tốt lão đại, từ tam cảm nhận được lục ẩn quan tâm. Về phần lục ẩn, hắn có thể không hy vọng người này bởi vì hấp thu quá nhiều tạp chất mà qua đi tiềm lực, như vậy sẽ không giá trị, rất nhiều thế lực lớn đều có biện pháp một lần nữa tán đi một thân năng lượng sau đó một lần nữa tu luyện, hôm nay từ tam đáng giá thế lực này làm như vậy, nhưng thực lực càng cao trả giá cao thì càng nhiều, giá cả tương ứng lại càng thiểu, cho nên từ tam thực lực vượt cường, lục ẩn tương lai có thể lấy được giá cả lại càng thiểu, địa cấp vừa vặn, có thế bảo. Vệ tánh mạng là tốt rồi. Chu Sơn thương thế khôi phục không ít, lục ẩn cho hắn dùng Granny thuốc chữa thương. Cái kia hai cái người ngoài hành tinh ngươi định làm như thế nào? Chu Sơn hỏi. Lục ẩn nói, trước giam giữ, khẳng định hữu dụng, ngươi cũng có thể thẩm thẩm, biết nhiều hơn một ít ngoài hành tinh tình huống cũng tốt. Chu Sơn gật gật đầu, nghe nói bọn hắn đến từ An Huy. Lục ẩn nói, vừa lúc ở chúng ta tiến lên phương hướng lên, dứt khoát cùng một chỗ ngoại trừ tiến lên phương hướng ta một mực rất ngạc nhiên ngươi vì cái gì muốn đi tây phương đây chu sơn nghi ngờ nói lục ẩn nhìn xem chu sơn muốn nghe lời nói thật nói nhảm ta muốn đi hồ bắc xem một người lục ẩn thản nhiên nói hồ bắc ngươi thân thích chu sơn nghi hoặc lục ẩn cười nói xem như thế đi chu sơn gật gật đầu tốt kim lăng là ngươi cứu Ngươi nói đi Tây Phương tự đi Tây Phương, đúng rồi, nếu quả thật đã đến Hồ Bắc cũng không tệ, khả dĩ cùng Lưu Thiểu Ca Vũ Thành liên thông, cùng một chỗ liên thủ đối phó người ngoài hành tinh. Lục ẩn ánh mắt nhất thiểm, Lưu Thiểu Ca. Quan Thánh. Hắn thế nào? Chu Sơn nói, cái gì như thế nào đây? Thực lực hay là tính cách? Ta đều hiếu kỳ, Lục ẩn cười nói. Chu Sơn nói, kỳ thật ta cũng không phải rất hiểu rõ hắn, lúc trước tuy nhiên cùng một chỗ cộng sự qua, nhưng tiếp xúc không nhiều lắm, đối với Lưu Thiểu Ca hiểu rõ nhất hẳn là Lạc Thánh Bạch Tuyết, theo ta nghe nói, hai người tự hồ có một chân. Lục ẩn nhíu mày, sau đó buông ra, có một chân. Kết hôn. Không có, giúp nhau có hảo cảm A, à, Chu Sơn không xác định nói, sau đó cười nhìn về phía Lục ẩn, nhếch miệng nói, người bái kiến Bạch Tuyết sao? Lục ẩn lắc đầu. Chu Sơn ngẩng đầu nhìn không trung, chỉ chỉ tầng mây, bạch tuyết, tựu là cái dạng kia. Lục ẩn ngẩn đầu theo chu sơn ánh mắt nhìn đi, có chút mê man. Bạch tuyết, nước trong ra bông sen, tự nhiên đi hoa văn trang sức, lạc thủy chi thần, tuyệt mỹ như vẻ, chu sơn cảm khái nói. Lục ẩn gặp quỷ rồi tự như chầm chầm vào chu sơn, ngươi còn có thể dùng thành ngữ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 22 Đêm trăng sát cơ nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Chu Sơn trận nhìn lục ẩn một mắt, đây không phải ta nói, là tất cả mọi người công nhận, Bạch Tuyết được xưng là hoa hạ nữ nhân đẹp nhất, không có một trong cái gì minh tinh, lên mạng hồng, danh viện, hoa hậu giảng đường đều cản không nổi nàng một ngón tay. Nói đến đây, Chu Sơn cười quái dị nói, mới đầu ta cũng không tin, nhưng xem qua nàng về sau, ta tin rồi, nữ nhân này trời sinh tự là dùng để cúng bái nữ thần cái từ này dùng tại trên người nàng một điểm không đủ. Lục ẩn bật cười, có khoa trương như vậy sao? Nữ thần. Khẩu khí thật lớn, thổ dân tựu là thổ dân, nếu để cho ngươi nhìn thấy hái tinh nữ còn không quỳ thiểm, Granny đột nhiên xen vào, dễu cật nói. Lục ẩn lạnh lùng nói, về sau ta không hy vọng lại từ trong miệng ngươi nghe được thổ dân hai chữ này, xuống dưới thủ vệ. Granny hừ một tiếng, không dám cùng lục ẩn khiêu chiến quay người ly khai. Chu Sơn xấu hổ, đàm luận nữ nhân bị một nữ nhân khác đã nghe được, không tốt lắm. Chu Huynh tiếp tục lục ẩn nói. Chu Sơn ho khan vài tiếng, kỳ thật không có gì có thể nói, Lưu Thiểu Ca anh tuấn, Bạch Tuyết mỹ lệ, hai người tuyệt phối. Thực lực. Lục ẩn hiếu kỳ hỏi, ánh mắt sáng ngời. Chu Sơn nhúng nhúng vai, ta cùng Lưu Thiểu Ca đều ở vào hạ bốn thánh, Bạch Tuyết là thượng tam thánh mặc dù có nghe đồn lưu thiểu ca làm người cẩn thận giỏi về ẩn tàng nhưng cho dù hắn so với ta mạnh hơn cũng cường không đi nơi nào lục ẩn gật gật đầu biểu thị ra giải chu sơn nói gần nói xa tuy nhiên tỏ vẻ đối với lưu thiểu ca không biết nhưng lục ẩn nghe được ra hắn đối với lưu thiểu ca ấn tượng không tệ quan thánh nguyên vốn là cực độ tán dương lưu thiểu ca đối ngoại biểu hiện ra hình tượng tương đương hoàn mỹ trừ hắn ra cái này ngẫu nhiên người còn sống sót chỉ có người chết mới hiểu rõ lưu thiểu ca hắc ám. Nguyên bản lục ẩn dùng là địch nhân cũng chỉ có lưu thiểu ca một cái, nếu như lạc thánh bạch tuyết thực cùng hắn cấu kết, địch nhân, có thể sẽ lại gia tăng. Xã hội chính là như vậy, khiên một phát mà động toàn thân, lục ẩn ngón tay đánh vách tường, lâm vào trầm tư. Thẳng đến chạng vạn tối, thú triều mới toàn bộ thối lui. Sau khi trời tối, lục ẩn đã đi ra kim lăng, trên người hắn mang theo hỏa diễm tinh thể không nhiều lắm rồi, nếu đào một điểm ánh trăng bỏ ra chiếu sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng đại địa ngoại trừ chỗ tối truyền đến làm cho người da đầu run lên nhắm nuốt thanh âm cái này phiến cả vùng đất chỉ có cùng phong truyền đến gào thét đem làm lục ẩn đuổi tới hỏa diễm tinh thể mỏ đạo kia mương máng bên cạnh thời điểm thấy được một đạo nhân ảnh lẳng lặng đứng thẳng là người nam tử tóc bạc tóc ngắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng ánh mắt có chút mê man nhìn người nọ lập tức lục ẩn thần sắc kịch biến vị trí này ngoại trừ tóc dài thi vương, hỏa diễm tinh thể, còn có cái kia miếng lành lạnh khô lâu mắt dọc, người này là trùng hợp hay là cố ý tới đây? Lục ẩn cũng không biết nơi đây có người, không có cố ý ẩn tàng thân hình, tóc bạc nam tử tự nhiên cũng phát hiện hắn. Ngươi là người nào? Lục ẩn ánh mắt ngưng trọng, thần sắc đề phòng, hắn không biết người này thực lực như thế nào, nhưng luôn luôn loại cực độ cảm giác nguy hiểm lan tràn, lại để cho hắn không quá muốn cùng người này tiếp cận, trong đầu một mực bồi hồi lấy cái kia miếng khô lâu mắt dọc tóc bạc nam tử nhìn xem lục ẩn khóe miệng cười nhạt trùng hợp lúc này ánh trăng bị tầng mây che đậy lệnh đại địa lâm vào hắc ám trong nháy mắt lục ẩn da đầu rung lên trong bóng tối bạch quan nhất thiểm lục ẩn thi triển du thân bộ cấp tóc lui về phía sau đồng thời tay phải oanh ra chưởng ra tinh thần hiện bạch quan chiếu rọi một đôi mắt lạnh lạnh con mắt hiện lên kinh ngạc bạch quan trong lúc đó cấp tóc chuyển động cùng lục ẩn tay phải va chạm. Mơ hồ trong đó, lục ẩn nhìn rõ ràng bạch quan xuất từ một tay xinh đẹp hồ điệp đao, lưỡi đao lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ xé rách không khí, đem thiên tinh trưởng bộc phát quy lực hoàn toàn bắn ra. Phịch một tiếng chấn động, không khí vặn vẹo, hai người đồng thời lui về phía sau. Ánh trăng lần nữa thò ra, rơi vải hướng đại địa, chiếu sáng hai người. Lục ẩn ánh mắt ngưng trọng, người này, chặn thiên tinh trưởng một kích toàn lực. Đối diện, tóc bạc nam tử kinh ngạc, sau đó sờ lên đầu, cái kia, không có ý tứ, ta tưởng rằng zombie cho nên mới ra tay, thật có lỗi thật có lỗi, ha ha. Lục ẩn con mắt nheo lại, nhìn chầm chằm nam tử, sau đó khóe miệng cong lên, không cần khách khí, ta cũng tưởng rằng zombie cho nên mới ra tay, may mắn không có đem hết toàn lực, chỉ ra rồi không đến một nửa chưởng lực, không có làm bị thương ngươi đi. Tóc bạc nam tử lông mi nhảy lên, không có có hay không? làm sao có thể làm bị thương ta, tuy nhiên ta miễn cưỡng dùng ra một phần ba thực lực, nhưng ngăn cả ngươi một chưởng hay là trà sát trà sát có thừa, ha ha. Lục ẩn nhìn nhìn thủ trưởng của mình, cười nói, thật có lỗi, ta nhớ lầm rồi, vừa mới chỉ dùng một phần tư trưởng lực, may mắn không có làm bị thương ngươi. Tóc bạc nam tử cười to, cái kia cái gì, ta cũng nhớ lầm rồi, ta chỉ dùng một phần năm thực lực. Thật sao, ta cũng không tin, nếu không thử lại lần nữa lục ẩn khiêu khích nói tóc bạc nam tử vội vàng khoát tay không được ta thế nhưng mà ưu nhã mỹ thực gia cũng không lấy người đánh nhau đúng rồi hỏi ngươi một vấn đề ngươi tới nơi này là đang làm gì lục ẩn thản nhiên nói tìm đồng học ta cùng đồng học đã hẹn ở ở chỗ này gặp mặt tóc bạc nam tử a à sau một tiếng kỳ thật ta cũng vậy ta nhớ được kề bên này có một kim lăng bất quá bị đánh dấu lam sắc rồi không phải là ngươi đồng học làm a à. Lục ẩn gật gật đầu, là nàng. Tóc bạc nam tử đáng tiếc, như vậy a, à, vốn ta còn muốn đi chơi, được rồi, ngươi tiếp tục chờ a, à, ta đi rồi, nói xong, tóc bạc nam tử quay người ly khai, rất nhanh biến mất. Lục ẩn nhìn về phía cá nhân bộ phận kết nối, xác định tóc bạc nam tử sau khi rời đi hắn mới thở ra, sắc mặt trước nay chưa có nghiêm túc, hắn thiên tin trưởng, bị chặn, đây chính là hắn đột phá tham cảnh sau toàn lực một trưởng, đại địa hắc ám một khắc cực độ nguy cơ bao phủ, hắn không có thời gian do dự, một trưởng kia xác thực là toàn lực ra tay, nhưng vẫn là bị ngăn trở, người này đến tột cùng cái gì lai lịch. Nhóm đầu tiên thí luyện giả trung rõ ràng xuất hiện mạnh như thế người. Lục ẩn đi đến mương máng bên cạnh, xem lấy hỏa diễm tinh thể mỏ vị trí, người kia, ngay từ đầu tự đứng ở nơi này, mà ở trong đó, là lục ẩn nhặt được khô lâu mắt dọc vị trí, người này rất có thể là cái kia miếng khô lâu mắt dọc chủ nhân lục ẩn hồi ức lấy từng tại trong vũ trụ bái kiến sở hữu tất cả tiêu chí trong đó không có khô lâu mắt dọc lúc trước nhặt được thời điểm lục ẩn cũng cảm giác khả năng tiếp xúc cực kỳ khủng khiếp đồ vật ngày nay loại cảm giác này càng cường liệt cái kia tóc bạc nam tử tuy nhiên là tham cảnh thực lực nhưng lục ẩn thông qua một chưởng đối oanh cảm giác ra người này thật sự không có đem hết toàn lực thâm bất khả trắc bên kia tóc bạc nam tử dưới ánh trăng phi hành sắc mặt quái dị hắn tất sát một kích bị chặn, tham cảnh đệ tử trung rõ ràng có người có thể ngăn trở ta một kích kia, có ý tứ, vốn cho rằng chỉ có nhóm thứ hai thí luyện giả trung mới sẽ xuất hiện loại người này, không nghĩ tới nhóm đầu tiên trung cũng có, ha ha. Du Hương, Tô Tĩnh cùng An Huy chỗ giao giới. Từ khi hình doanh đem chủ yếu lực lượng tập trung hướng Tây Phương về sau, tại đây là được hình doanh tiền tuyến, phòng vạn phu trưởng năm tên, ba vạn người tiến hóa, một đường hướng Tây không chỉ có cứu được không ít người sống sót, còn gia nhập không ít người tiến hóa. Hiện nay du hương tiền tuyến người tiến hóa tổng nhân số tiếp cận 4 vạn, đồng thời cũng tăng thêm một gã vạn phu trưởng. Tiền tuyến tổng chỉ huy là Phùng Hoành, lục ẩn quen thuộc cũng là hắn. Nguyên bản tiền tuyến hết thảy yên ổn, nhưng mà ngày hôm nay, không trung xuất hiện một đạo nhân ảnh, lăng không bao quát du hương, mấy vạn người tiến hóa ngẩng đầu nhìn lên. Kim lăng, lục ẩn nhìn xem địa đồ theo kim lăng đến vũ thành cách xa nhau quá xa chính giữa cách một cái an huy đây chính là một tỉnh chi địa zombie vô số biến dị thú vô số còn có độc bá nhất phương người tiến hóa quá mức xa xôi muốn dùng hình doanh đã thông tiến về trước vũ thành con đường không có mấy tháng thời gian làm không được lục ẩn trầm ngâm vũ thành hôm nay bị đánh dấu là lam sắc mặc dù đánh tới vũ thành đối mặt có lẽ đều là ngoài hành tinh đệ tử đúng lúc này la vân vội vã đi tới ẩn thánh, tiền tuyến truyền đến tin tức, hình doanh tan tác, tất cả mọi người bị khống chế, phùng hoành đợi vạn phu trưởng bị nắm, chọc. Lục ẩn kinh ngạc, có người ngoài hành tinh xuất thủ. La Vân gật gật đầu, nghiêm túc nói, trốn về đến binh sĩ báo cáo, người xuất thủ lưu lại sáu cái chữ. Lam Sơn học viện Digo. Lại để cho Granny tới, lục ẩn thản nhiên nói. Rất nhanh, Granny đã đến. Đi, Thông qua Lam Sơn Học viện đệ tử cá nhân bộ phận kết nối liên hệ Jigo, hắn đã khống chế hình doanh tiền tuyến, lục ẩn thản nhiên nói. Granny gật gật đầu, theo ngưng không giới nội lấy ra cái kia lưỡng một học sinh cá nhân bộ phận kết nối, chọn vài cái, phía trước, một đạo màn sáng xuất hiện, màn sáng thượng là một người tuổi còn trẻ, trên mặt mỉm cười nhìn Granny. Granny tiểu thư, đã lâu không gặp, không nghĩ tới chúng ta hội tại nơi này nơi gặp nhau, kẻ hèn này Jigo, Lâm Sơn học viện đệ tử, người trẻ tuổi lễ phép nói. Granny nghi hoặc, ngươi nhận thức ta. Diego cười nói, đế quốc đệ nhất quân sự học viện nổi danh tinh anh Mỹ nữ, làm Sơn học viện cùng các ngươi học viện cách xa nhau không xa, đương nhiên nhận thức. Hai người kia đến đánh lén ta cũng là ngươi an bài. Granny âm thanh lạnh lùng nói. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 23 Thí luyện cấp bậc nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Diego cười nói, đương nhiên không phải, ta chỉ là lại để cho bọn hắn đi phụ cận nhìn xem có hay không đồng học, như thế nào, bọn hắn đánh lén ngươi rồi. Yên tâm, ta sẽ hảo hảo dạy bảo bọn hắn. Không cần, bọn hắn đã bỏ ra một cái giá lớn, Granny lạnh lùng nói. Lục ẩn đi đến Granny bên cạnh thân, nhìn về phía Diego. Diego chứng kiến lục ẩn tuyệt không kinh ngạc, ngươi tự là kim lăng ẩn thánh có lẽ cũng tới tự tin không a, à, bằng không thì Granny sẽ không hợp tác với ngươi. Lục ẩn thản nhiên nói, ta gọi giác ta, ta ta tin cầu học viện đệ tử, ông nội của ta là hiệu trưởng. Granny da mặt quốc một cái, nàng chán ghét những lời này, cũng bởi vì những lời này, nàng mới buông lỏng đối với hỗn đảng này cảnh giác. Diego sửng sốt một chút, ngươi muốn nói minh cái gì? Lục ẩn biểu hiện ra một tia ngạo nghễ, ta có tiền, thả người của ta, Ta khả dĩ cho ngươi rất nhiều tài nguyên. Zygo cười to, ta ta tin cầu. Chưa nghe nói qua, ta không cần biết ngươi là ai, tìm các ngươi chỉ là muốn hợp tác. Hợp tác? Lục ẩn kinh ngạc. Zygo ngưng trọng nói, ta tại phụ cận phát hiện cùng phong tinh thể mỏ, đáng tiếc bị một đám biến dị thú chiếm cứ, đám kia biến dị thú đều đạt đến tham cảnh rất khó đối phó, ta cần giúp đỡ. Bao nhiêu? Grani hỏi. Diego lắc đầu, không rõ ràng lắm, nhưng bảo thủ đoán chừng có lẽ có vài chục lập phương. Granny ánh mắt cực nóng, mấy chục lập phương cùng phong tinh thể không ít, bình thường trên tinh cầu loại này tinh thể tối đa cũng tự mấy lập phương. Granny muốn đáp ứng, nhưng lời nói đến bên miệng không có nói ra, mà là nhìn về phía lục ẩn. Lục ẩn thản nhiên nói, ta có tiền, không quan tâm. Diego ngẩn người, hắn không muốn qua có hội học sinh cự tuyệt đây chính là mấy chục lập phương cùng phong tinh thể A, đổi thành tinh năng tinh thể tối thiểu nhất trên trăm lập phương, đủ để cho người đem một cửa chiến kỹ tu luyện tương thật thành thuộc rồi, còn có thể gia tốc tu luyện tới dung cảnh, tuyệt đối là một số khả quan tài nguyên. Granny âm thầm trừng mắt lục ẩn, nạn muốn đi. Bất quá tuy nhiên ta có tiền, nhưng không có người ngại nhiều tiền, đi, chúng ta hai ngày nữa tìm ngươi, nhưng ta hình doanh người ngươi một cái không được động, lục ẩn chủ đề nhất chuyển nói ra. Gigo gật gật đầu, khả dĩ, ta đây cái kia hai cái niên đệ cũng mang đến A, à, nhiều người xử lý sự tình. Lục ẩn đồng ý, Granny lập tức cắt đứt màn hình. Cái này Zigo tự là hai người kia nói cùng Tress một cấp độ cường giả. Lục ẩn hỏi. Granny ân một tiếng, tên của hắn ta nghe qua, làm sơn học viện top 3 cường giả, thậm chí khả năng so Tress còn lợi hại hơn. Gia cảnh như thế nào đây? Lục ẩn hỏi. Granny khẽ giật mình, gia cảnh. Ta không biết. Lục ẩn ánh mắt lập lòe, hắn đi có thế không phải là vì cuồng phong tinh thể, loại này tinh thể nhiều hơn nữa cũng không cách nào ở địa cầu hối đoái thành tinh năng tinh thể, cuối cùng có lẽ đều rơi vào đại vũ đế quốc trên tay, hắn hiện tại thiếu chính là tinh năng tinh thể, cái này di gô trên người có lẽ có một ít. Theo Kim Lăng đến Du Hương cũng không xa, lục ẩn lại để cho Granny ngược lại dẫn theo cái kia hai cái lam sơn học viện đệ tử, bất quá phi hành cả buổi liền đạt tới. Du hương mấy vạn người tiến hóa bị nhốt tại nơi Trú Quân, vũ khí bị thu lấy, chu vi là một cái khác bày người tiến hóa giám thị. Lục ẩn thấy được Phùng Hoành, đáng thương vạn phu trưởng bị sâu trên tàn cây. Toàn bộ nơi Trú Quân truyền đến một cổ năng lượng cường đại chấn động, đem làm Lục ẩn cùng Granny đến thời điểm, cổ năng lượng này càng quét ra, thiên không một hồi chấn động. Lục ẩn biết nói đây là Gigo ra Oai phủ đầu. Đồng thời cũng muốn thử xem thực lực của mình Kỳ thật loại này ra oai phủ đầu không chỉ có vô dụng Còn có thể bạo lộ bản thân thực lực Zygo cổ năng lượng này chấn động rất cường đại Thậm chí vượt ra khỏi stress một tia Nhưng lục ẩn cũng không thèm để ý Chỉ biết gọi cẩu không cắn người Chỉ có tóc bạc nam tử cái loại này động tắc Thì bị mất mạng đích thủ đoạn mới làm cho người sợ Granny tiến lên Bên ngoài cơ thể năng lượng chấn động Đem Zygo năng lượng chấn động ngăn trở lệnh không khí một hồi vặn vẹo, đại địa trong lúc vô hình xuất hiện một cái khe, vừa vặn phân chia nơi trú quân cùng lục ẩn bọn người. Phung hoành đợi vài tên vạn phu trưởng ngẩng đầu, chứng kiến lục ẩn, ánh mắt xấu hổ. Lục ẩn không có để ý bọn hắn, mà lại nhìn xem chậm rãi đằng không nam tử, đúng là di 333, Ba ba ba, không hổ là quân sự học viện bông hoa, Granny đồng học thực lực lại để cho người sợ hãi tháng phục, Diego tán dương nói, ánh mắt không che giấu chút nào tham lam. Granny hừ một tiếng, cái này là Lam Sơn học viện đạo đại khách. Diego cười nói, là ta lỗ mãn, ta nói xin lỗi, nói xong, ánh mắt nhìn hướng lục ẩn, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, lục ẩn đột phá tham cảnh không lâu, năng lượng cũng không được, vẫn không dậy nổi Diego chú ý. Hai vị, là không phải có thể thả ta cái kia hai cái niên đệ rồi, Diego xem nói với Granny, hắn cho rằng trong hai người Granny cầm đầu hai cái bị nắm, chập lam sơn học viện đệ tử chứng kiến Diego muốn nói chuyện, nhưng miệng bị phong bế, chỉ có thể không ngừng nháy mắt, muốn nhắc nhở hắn lục ẩn cường hãn, nhưng Diego xem không hiểu. Phóng không phóng muốn xem thành ý của ngươi, Granny lãnh đạm nói. Diego nhún nhún vai, tốt, thỉnh, nơi trú quân một tự. Rất nhanh, trong doanh địa, mấy người xuất hiện. Diego lấy ra địa đồ mở ra, chỉ vào khoảng cách du hương trăm km bên ngoài một chỗ núi lớn, cùng phong tinh thể đang ở đó, bất quá bị một đám biến dị loài chim vây quanh, bọn này loài chim trung chí ít có năm chỉ có được tham cảnh thực lực, thì ra là thổ dân nói thiên cấp, còn có một đám vọng cảnh thực lực, số lượng rất nhiều. Ngươi định làm như thế nào? Granny mắt nhìn lục ẩn, hướng Diego hỏi. Diego nói, bằng chúng ta năm người có thể giải quyết bọn này loài chim, nhưng quá mệt mỏi, ta suy nghĩ cái biện pháp, lại để cho bọn này thổ dân đem điểu bày hấp dẫn đi ra, sau đó dùng cái này khỏa tinh cầu vũ khí nóng oanh mất, gọn gàng mà linh hoạt. Nghe được chuyện đó, lục ẩn ánh mắt phát lạnh, Granny cả kinh, vội vàng nói, làm như vậy, đám kia thổ dân cũng chết chắc rồi a. À. go cười nói, thổ dân sinh tử không sao cả, trọng điểm là chúng ta hội rất nhẹ nhàng. Cho dù không khiến cái này thổ dân chịu chết chúng ta cũng có thể thành công, lục ẩn thản nhiên nói. Diego buồn cười nhìn xem lục ẩn, giác ta huynh đệ, bọn này thổ dân sinh tử căn bản không đáng để ý, thí luyện một khi chấm dứt, bọn này thổ dân bên trong đích người tiến hóa sẽ bị phái đi chiến trường, có chút tu luyện thiên phú nói không chừng khả dĩ trở thành cái nào đó quyền quý đệ tử nô lệ, xinh đẹp khả năng trở thành thị nữ, còn lại chỉ là từng đám pháo hôi mà thôi, không cần để ý, kỳ thật chết tại đây bọn hắn hạnh phúc hơn, nói không chừng hội cảm tạ chúng ta đây, ha ha. Lục ẩn không nói gì, địa cầu vận mệnh kỳ thật sớm đã nhất định thí luyện bắt đầu một khắc sở hữu tất cả người địa cầu đều tại đại vũ đế quốc cùng vũ trụ thanh niên bình nghị hội quan sát xuống chỉ có số rất ít có thiên phú khả dĩ đạt được hơi chút công bình điểm đãi ngộ những người khác là pháo hôi zhigo nói không sai tốt rồi thành ý của ta đã biểu hiện khả dĩ thả người hả zhigo nhìn xem grani nói ra grani nhìn về phía lục ẩn lục ẩn thản nhiên nói lại chờ một lát ta còn có một vấn đề zigo trong mắt hiện lên một tia hàng ý vấn đề gì lục ẩn nhìn xem zigo ngươi coi như là lam sơn học viện đỉnh cấp cường giả vì cái gì không đi hoàn thành nhiệm vụ ngược lại ở tại chỗ này zigo ánh mắt kinh ngạc nhìn nhìn lục ẩn sau đó lại nhìn một chút Granny, bật cười ta đều đã quên các ngươi loại này cấp độ tiếp xúc không đến một ít tình báo rất bình thường tốt ta khả dĩ cho các ngươi phổ cập một chút nói xong Diego ngồi xuống, lại để cho người bưng lên vài chén trà. Lục ẩn cùng Granny cũng ngồi xuống, tiếp nhận trà, nhìn về phía Diego. Diego nhấp một ngụm trà, trầm giọng nói, đệ tử trung chia làm ba cấp bậc, đệ một cái cấp bậc chính là ta cái này hai cái niên đệ, bọn hắn thí luyện mục đích chỉ là vì biểu hiện cho những người khác xem, tương đương với mạ vàng. Chỉ cần có thể thành công tại thí luyện trung sống sót, tương lai tựu là quan huy một số, thứ hai cấp bậc là chúng ta. Chúng ta. Granny kinh ngạc, nàng cho rằng Diego với tư cách Lam Sơn học viện đỉnh cấp cường giả, cùng nàng không phải là một cái cấp bậc. Diego gật gật đầu, ngươi, ta, kể cả các ngươi quân sự học viện Tres đều ở vào cái này cấp bậc, mục đích là vì làm một ít thành tích, ví dụ như chiếm lĩnh địa vực, đánh dấu lam sắc, ví dụ như phát hiện trân quý tài nguyên khoáng sản, Granny, ngươi theo đáp xuống đến bây giờ, có người đã nói với ngươi cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ sao? Granny lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc. Diego cười nói, cái kia chính là rồi, bởi vì chúng ta cũng không đủ tư cách, cái có một loại người đủ tư cách, đó chính là người đám bọn họ học viện Willow, chúng ta học viện Paris. Học viện người mạnh nhất. Granny kinh ngạc. Diego gật gật đầu, chân thành nói, cái vũ trụ này không tồn tại công bình, thí luyện tin tức đối với tại chúng ta mà nói cần đạt được thông tri, nhưng đối với bọn hắn mà nói sớm đã biết được, hơn nữa từng học viện người mạnh nhất đều có phương thức liên lạc, đây là bọn hắn vòng tròn luẩn quẩn, chúng ta với không tới, thí luyện trước khi bắt đầu bọn hắn đã giúp nhau liên hợp, vì chính là hoàn thành nhiệm vụ, Will Lao, cũng không tại phiến khu vực này a. À. Granny ánh mắt đáng chát, thí luyện bắt đầu trước ta tự chưa có xem hắn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 24 Mục tiêu kinh thành Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Diego cười nói, ta sau ngươi cũng biết nhiều một ít, miễn cưỡng có thể thám thính đến cái kia vòng tròn luẩn quẩn tin tức. Will lao theo chúng ta học viện người mạnh nhất Paris còn có Bailey liên hiệp, hiện tại có lẽ tại dò xét cái này khỏa tinh cầu tiến hóa nguyên nhân gây ra, có lẽ, đã đi kinh thành, cái chỗ kia không phải chúng ta khả dĩ đặt chân, ta chỉ muốn chiếm cứ một khu vực, phát hiện một cái tài nguyên khoáng sản tự thỏa mãn, không cần phải cùng những cái kia quái vật liều. Bailey để tam trọng lực tinh cầu Bailey, Granny kinh hô sắc mặt trắng bệch, Diego ánh mắt ngưng trọng, đúng vậy, Bailey, danh dương đại vũ đế quốc thanh niên đồng lứa, thiếu chút nữa gia nhập đại vũ thanh niên bình nghị hội chính là cái kia Bailey chiến lực là ba nghìn, tham cảnh đỉnh phong, lục ẩn kinh ngạc, không nghĩ tới bọn này đệ tử không phải là không có chuẩn bị, sớm đã yên lặng phân phối tốt rồi, tầng cao nhất cường giả mới có thể đi hoàn thành nhiệm vụ, gia xa. Adahun đều thuộc về tầng dưới chót nhất, Granny miễn cưỡng tính toán tại Tres, Diego tầng này, tầng cao nhất cường giả căn bản không tại Tô tỉnh, mà là tiếp cận Kinh Thành, chỗ đó mới được là tàn khốc nhất thí luyện tràng. Theo ta được biết, cái này khỏa tinh cầu hoa hạ địa vực có ba chi v I, P nhất đội ngũ, một chi là Bali bọn hắn, mặt khác hai chi ta không biết cụ thể là ai, nhưng khẳng định cũng là đến từ tất cả đại học viện cao cấp nhất cường giả, bọn hắn là đủ để cùng sắp hàng lăm nhóm thứ hai thí luyện đệ tử tranh phong quái vật. Những này quái vật mục tiêu căn bản không phải tinh cầu thí luyện mà là trong truyền thuyết lãnh thổ quốc gia thí luyện. Trước mắt chỉ có thể coi là tập thể dục. Diego nghiêm túc nói. Granny trầm mặt, nàng biết đến quá ít, cấp bậc quá thấp. đã thành nên nói cho các ngươi biết đều nói cho các ngươi biết rồi. Thời gian cũng đã đến. Diego đột nhiên nói. Granny nghi hoặc, thời gian gì? Jigo cười quái dị, cho ngươi khoái hoạt thời gian. Granny nhìn xem Jigo dáng tươi cười, trong nội tâm trầm xuống, nhìn về phía chén trà, ngươi tại trong trà hạ độc hả? Đương nhiên không có, hạ độc không dễ dàng như vậy, cá nhân bộ phận kết nối trình độ nhất định thường khả dĩ dò xét vật chất thành phần, ta ở dưới là đồ tốt, cường công tán, Jigo theo ngưng không giới trung lấy ra một cái bình thủy tinh, phía trên có ba phiến nhan sắc bích lục lá cây. Granny kinh hô, Tam Diệp Thảo công ty dược tề, cái gì là cường công tán? Diego đắc ý, ngươi khả dĩ khu động trong cơ thể năng lượng thử xem. Lục ẩn một tay đặt tại Granny trên vai, không muốn vọng động, nói xong nhìn về phía Diego, cường công tán là cho dung cảnh cường giả sử dụng có thể ở lập tức điều khiển trong cơ thể sở hữu tất cả tinh năng bộc phát lực lượng cường đại dược tề, tham cảnh sử dụng hội bởi vì tinh năng chưa đủ mà khô kiệt, càng sẽ bị cắn trả bị thương nặng, ta nói không sai chứ. Di kinh ngạc, ngươi rõ ràng biết nói. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói gia gia của ngươi là hiệu trưởng. Xem ra có chút của cải. Lục ẩn ánh mắt lạnh lùng, dung cảnh phía dưới tu luyện giả phục dụng cường công tán không thể điều động tinh năng. Ngươi hoa lớn như vậy một cái giá lớn tiêu hao cường công tán đến cùng muốn làm gì? Di thu hồi bình thủy tinh, ngạo nghễ nói Kim Lăng là cái không tệ địa phương, tại quốc gia này có đặc biệt địa vị, chiếm cứ Kim Lăng, phần này thành tích có thể cho ta càng thêm sáng loà, huống chi, nói đến đây, Diego tham làm ánh mắt đánh giá Granny, ta đã sớm muốn nếm thử đế quốc quân sự học viện Mỹ nữ tư vị. Granny lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt, phẫn nộ nói hèn hạ. Diego cười nói hèn hạ. Sao có thể nói như vậy, ta cho ngươi ăn là thuốc bổ, chỉ trách ngươi hư không bị bổ. Nơi hẻo lánh chỗ, cái kia hai cái lam sơn học viện đệ tử không ngừng vặn vẹo, phát ra tiếng vang. Diego ánh mắt đảo qua đi, câu mày nói, đồ vô dụng, còn muốn ta cứu các ngươi, nói xong hất lên tay, kình phong xé mở cái kia hai gã đệ tử khóa sắt. Hai người vội vàng hô to, học trưởng coi chừng. Diego quay đầu, ánh mắt co rụt lại, phần bụng, mãnh liệt trùng kích nương theo lấy kịch liệt đè ép đem cả người hắn oanh ra quân doanh, trực tiếp nện ở quân doanh sau đít phế bên trong ruộng, lục ẩn một nhảy ra, đưa tay, không khí tạo nên rung động, theo đơn trưởng ép xuống, khủng bố khí lãng oanh kích đại địa, di té trên mặt đất lần nữa bị oanh kích, hắn miễn cưỡng nâng lên hai tay ngăn cản, nhưng y nguyên bị oanh xuống đất ngọn nguồn, hai tay đứt gãy, một bún máu ngửa mặt lên trời phun ra, trực tiếp té xỉu. Lục ẩn đáp xuống đấy, lạnh lùng nhìn xem di ba động trưởng cùng liệt không trưởng chỉ cần lực lượng cơ thể liền có thể phát ra, không cần vận dụng tinh năng. Quân doanh bên ngoài vô số người tiến hóa vây quanh mà đến, rung động nhìn qua nửa chết nửa sống Vigo, Đồng cũng không dám động. Lục ẩn lạnh lùng quét bọn hắn một mắt, sau đó ánh mắt nhìn hướng cái kia hai cái Lam Sơn Học viện đệ tử, hai người sắc mặt trắng bệch, thành thật đãi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Granny nhả ra khí, đồng thời cũng càng rung động, cho dù nàng biết nói Liệt không chưởng cường đại, nhưng không nghĩ tới vậy mà nghiền áp Vigo, Lục ẩn bằng vào lực lượng cơ thể cũng đủ để cùng tất cả đại học viện top 3 cường giả một trận chiến tiến bộ quá là nhanh. Ta hỏi các ngươi, cùng phong tinh thể là sự tình là thật là giả. Lục ẩn nhìn về phía cái kia lưỡng một học sinh hỏi, trước khi đến hắn hỏi qua, hai người trả lời cùng di gô đồng dạng, nhưng giờ phút này lục ẩn không tin. Hai người liếc nhau, nhỏ giọng nói, cùng phong tinh thể xác thực tồn tại, nhưng, biến dị điểu bày không dễ chọc, chỗ đó có một cái cực lớn khả năng đạt tới dung cảnh quái điểu, chúng ta một cái đồng học sẽ chết tại này con quái điểu trảo hạ. Granny phẫn hận trừng mắt nhìn Diego, dung cảnh cường giả nàng có thế không muốn trêu chọc. Tiếp qua nửa giờ trong cơ thể dược hiệu sẽ tản mất, đến lúc đó mang theo mấy người kia hồi trở lại kim lăng, lục ẩn nói với Granny, nói xong, đi ra quân doanh. Phùng hoành đợi mấy cái vạn phu trưởng đã đợi ở bên ngoài, một đám người tiến hóa bị khống chế, bọn hắn đến từ An Huy, đúng là Diego khống chế người, bọn này người tiến hóa cũng không có bởi vì Diego tử vong thương tâm, ngược lại nhả ra khí, Diego đối với bọn họ thống trị hoàn toàn lai nguyên ở thực lực. Thả bọn hắn, nguyện ý gia nhập hình doanh lưu lại, không muốn lại để cho bọn hắn ly khai, lục ẩn nói ra. Phùng Hoành gật gật đầu lập tức an bài xong xuôi. Không có một hồi, Phùng Hoành trở về, thấp giọng nói, thực xin lỗi, ẩn thánh, còn muốn ngài tới cứu chúng ta. Lục ẩn cười nói, đối phương là thiên cấp cường giả, không có biện pháp, nói cho ta một chút quanh thân thanh lý thế nào. Vâng theo Kim Lăng đến Du Hương cái này đoạn zombie cơ hồ đều thanh lý sạch sẽ, cũng thanh lý một đám biến dị thú, nhưng không cách nào toàn bộ thanh lý, biến dị thú rất cường, chúng ta chỉ có thể đem một vài biến dị thú địa bàn họa, vẽ, tại trên địa đồ dùng cảnh báo cáo, xa hơn Tây Tự là An Huy, cái kia thiên cấp cường giả tự là theo phía Tây đến. Phùng Hoành báo cáo Lục ẩn nghe xong một hồi, đuổi đi Phùng Hoành. Hắn phát hiện mình lầm phương hướng, lần kia vũ khí nóng oanh tạc thành thị, hắn thấy được Lưu Thiên Ca song mâu ẩn chứa mãnh liệt giả tâm, đệ tử không có hàng lâm trước khi, Lưu Thiên Ca cũng không biết tin không, giả tâm của hắn chỉ có thể nhằm vào cái này phiến đại địa, nhưng hôm nay theo đệ tử xuất hiện càng ngày càng nhiều lần, hắn hiểu được tin không tình huống, ánh mắt còn có thể cực hạn ở địa cầu sao. Lục ẩn có thế để xác định, Lưu Thiên Ca loại người này sẽ không dễ dàng khuất phục tại người khác vũ thành bị đánh dấu là làm sắc chính thành khả năng cùng kim lăng đồng dạng hắn đã trấn áp đệ tử hiểu được tin không hết thảy đối với hoa hạ hoặc là nói đối với địa cầu hắn khẳng định không có quá nhiều dục vọng giả tâm của hắn hồi chuyển dời đến tin không mà chính mình lại còn nghĩ đến lợi dụng hình doanh đã kích hắn vũ thành thật sự quá hẹp hình doanh muốn thông qua an huy đến hồ bắt vũ thành tốn thời gian quá lâu không nói hy sinh cũng khẳng định rất lớn hơn nửa lúc kia hết thảy đều thay đổi nhóm thứ hai thí luyện giả hàng lâm, đã mang đến cực đại chuyện xấu, hết thảy không có khả năng hướng phía chính mình suy nghĩ phương hướng tiến lên, Lưu Thiên Ca thậm chí chưa hẳn có thể chịu đựng được nhóm thứ hai thí luyện giả tiến công. Lục ẩn thở ra, ánh mắt nhìn về phía Tây Phương, hắn quyết định tạm thời buông đối với Lưu Thiên Ca cừu hận, đem trọng điểm phóng tới cổ thi thể kia lên, hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ, đệ tử nhiệm vụ cũng có thể là người địa cầu nhiệm vụ, một khi hắn hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa từng đã là bố cục, muốn đi vào tinh không đệ thập danh viện không phải là không có khả năng. Nửa giờ sau, Granny kéo lấy Zigo ba người đi ra, cái kia lưỡng một học sinh lần nữa bị trói buộc, Zigo thảm hại hơn, bị lục ẩn chấn bị thương ngủ tạng lục phủ, động một chút đều khó khăn. Lục ẩn không chút khách khí gỡ xuống Zigo ngưng không giới, lợi dụng huyết mạch của hắn mật mã cởi bỏ, đem toàn bộ hết gì đó đổ ra. Zigo chỉ là đệ tử, cũng không có quá nhiều thứ tốt, chỉ có mấy khối cùng phong tinh thể, một ít không biết tên dược tề tổng số 10 khối tinh năng tinh thể, lục ẩn đem vật hữu dụng toàn bộ thu lại, đi, hồi trở lại kim lăng. Grani gật gật đầu, thuận theo đi theo lục ẩn ly khai. Kim lăng quanh thân hàng lâm phần lớn là đại vũ đế quốc đệ nhất quân sự học viện cùng Lam Sơn chiến viện đệ tử, hoặc là chết rồi, hoặc là bị nắm, chật, còn có một bị lục ẩn thu phục, tại nhóm thứ hai thí luyện giả xuất hiện trước. Kim Lăng chắc có lẽ không có vấn đề. Lục ẩn duy nhất lo lắng đúng là tóc bạc nam tử, người kia lại để cho lục ẩn lần thứ nhất cảm nhận được trách lạnh nguy cơ, cũng là người thứ nhất hoàn toàn ngăn trở thiên tinh trưởng người, thực lực vượt xa Jigo cùng Tres. Lục ẩn thăm dò qua Granny có biết hay không người kia, Granny một mảnh mê man. Kim Lăng, lục ẩn chính thức hướng Chu Sơn đưa ra muốn đi trước Kinh Thành. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 25 bảy thánh đứng đầu. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tại sao phải đi kinh thành? Tận thế hàng lâm, sở hữu tất cả địa phương đều đồng dạng, Chu Sơn khó hiểu nói. Lục ẩn cũng không nói gì về nhiệm vụ sự tình, chỉ là nói ta phải tìm tận thế chân tướng, còn có cổ thi thể kia. Chu Sơn lắc đầu, không cần phải, trận kia nổ lớn lại để cho bên ngoài kinh thành phạm vi hơn 10 dặm hóa thành bụi bậm, bạo tạc nổ tung sau tuy nhiên tận thế hàng lâm, nhưng là có người trước tiên tiến đến hiện trường điều tra, cái gì đều không có tra được, ngươi cho rằng qua lâu như vậy đi vào trong đó điều tra còn hữu dụng sao? Lục ẩn trầm giọng nói, mặc kệ hữu dụng hay không ta cũng phải đi. Chu Sơn thở dài, phức tạp nhìn về phía thành kim lăng bên ngoài, ngươi muốn đi ta không có biện pháp ngăn trở, nhưng ta hy vọng nếu như ngươi không có điều tra ra cái gì, có thể trở về đến kim lăng. Lục ẩn gật gật đầu, ta biết rồi. Chu Sơn từ trong lòng tay lấy ra giấy chứng nhận, đây là ta tại quốc gia quân đội trên danh nghĩa căn cứ chính xác kiện, cũng là tín vật của ta, lúc trước bảy thánh có ước định, thấy vậy như gặp bản thân, ngươi mang theo nó đi kinh thành tìm chương đính thiên, lại để cho hắn giúp ngươi. Chương đính thiên Bảy thánh một trong Lục ẩn nghi hoặc, hắn đối với bảy thánh cũng không biết, tận thế thư từ qua lại đức quảng, hơn nữa sự chú ý của hắn đều đặt ở lưu thiên ca trên người, nếu như không phải đến kim lăng hắn thậm chí không biết hình thánh tên là chu sơn về phần kinh thành vị kia bảy thánh hắn chỉ biết là gọi đao thánh nâng lên chương đính thiên chu sơn trên mặt xuất hiện không hiểu thần thái lục ẩn ta biết nói ngươi bây giờ rất cường khả dĩ trấn áp ngươi ngoài hành tinh nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi một câu không nên xem thường bảy thánh không muốn dùng thực lực của ta cân nhắc bảy thánh nhất là thượng tam thánh chương đính thiên tự là thượng tam thánh một trong công nhận bảy thánh đứng đầu Lục ẩn kinh ngạc, bảy thánh đứng đầu. Đây cũng không phải là bình thường xưng hô. Chu Sơn trịnh trọng nói, từ khi cổ thi thể kia bị mang về địa cầu về sau, hoa hạ bí mật lựa chọn vô số người mưu toan tiếp nhận một ít truyền thừa, cuối cùng nhất thành công đúng là bảy thánh, mà chương đính thiên là bảy thánh công nhận mạnh nhất, đau của hắn khả dĩ trấn áp hết thảy, những học sinh kia thật là cường, nhưng ta tuyệt không tin động cấp trong có người khả dĩ đánh bại chương đính thiên mặc dù mắt cao hơn đầu lạc thánh bạch tuyết cũng sẽ không tự so chương đính thiên rất nhiều người xưng hắn là đao thánh kỳ thật tên đầy đủ là cuồng đao hoa thánh hắn là hoa thánh nghe chu sơn lục ẩn trong đầu không hiểu xuất hiện một thanh đao cùng một cái khí phách nam nhân một người một đao trấn áp kinh thành ngươi cùng hắn ví dụ như gì lục ẩn hỏi hắn muốn có một trực quan đối lập chu sơn cười khổ dựng thẳng lên một ngón tay ngoại trừ thượng tam thánh những người khác đối mặt hắn chỉ có một đau lục ẩn ánh mắt nhất biến một đau đánh bại chu sơn tuyệt đối khủng bố chu sơn thực lực chân chánh vượt qua ada hân cùng Granny, khả dĩ cùng tres một trận chiến nói cách khác chương đính thiên khả dĩ một đau đánh bại tres loại này cấp độ người dựa theo di thuyết pháp hắn hẳn là tất cả đại học viện người mạnh nhất cái kia cấp bậc địa cầu rõ ràng còn có loại người này lục ẩn tự nhận thi triển liệt không trưởng hoặc là thiên tinh trưởng cũng có thể một chiêu đánh bại chu sơn như vậy chính mình cùng chương đính thiên ai mạnh ai yếu tiếp nhận chu sơn giấy chứng nhận lục ẩn trịnh trọng cất kỹ chu sơn bán đi một mình hắn tình hy vọng hắn tương lai trở lại kim lăng lục ẩn lại nhất định lại để cho hắn thất vọng tương lai của hắn tại tinh không khoảng cách nhóm thứ hai thí luyện giả hàng lâm còn có hai tháng Lục ẩn hy vọng có thể trong hai tháng tìm được cổ thi thể kia xác nhận thân phận, thời gian của hắn so sánh gấp. Cái gì? Lại để cho ta với ngươi đi kinh thành. Không có khả năng, Granny kinh hô, lập tức cự tuyệt. Lục ẩn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không có cự tuyệt quyền lực. Granny vội la lên, ngươi không có nghe Diego nói sao? Đi kinh thành đều là những cái kia học viện người mạnh nhất, những người kia mạnh biến thái, ta tận mắt qua uy lao nghiện áp trés hắn không phải đánh lén khả dĩ đánh bại. Ta nói, ngươi không có cự tuyệt quyền lực, lục ẩn nói. Granny im lặng, bất đắc dĩ cầu khẩn, giá ta, không, lục ẩn, ngươi căn bản không rõ ràng lắm học viện người mạnh nhất đại biểu cái gì, lúc trước học viện thi đấu, trẻ khiêu chiến uy lao bị một trưởng trọng thương, trên lệch quá xa. Diego cũng bị ta một trưởng trọng thương, lục ẩn thản nhiên nói. Granny muốn phản bác, nhưng đột nhiên phát hiện giống như cũng thế, Nàng một mực đem mình định vị tại Chess phía dưới cấp độ, ngay tiếp theo trong lúc vô hình cũng kéo thấp đối với lục ẩn chiến lược đánh giá, nhưng hôm nay hồi tưởng lại, trước mắt bề ngoài giống như cũng là biến thái, vọng cảnh trọng thương Chess, không cách nào điều động tinh năng dưới tình huống trọng thương Diego Granny lui về phía sau vài bước đánh giá lục ẩn. Nàng đột nhiên cảm giác được trước mắt thằng này có lẽ thật sự khả. Dĩ so sánh học viện người mạnh nhất Lục ẩn chưa từng lại đối với Granny dùng suất toàn lực, Granny căn bản không biết lục ẩn chính thức chiến lực, bất quá mặc dù là biểu hiện ra ngoài một ít cũng đủ làm cho nàng sợ hãi tháng phục. Đêm nay tự đi, đi kinh thành, lục ẩn nhàn nhạt nói một câu ly khai, không có cho Granny cự tuyệt chỗ trống. Granny bất đắc dĩ, vũ trụ tinh không lãnh thổ quốc gia vô tận, học viện vô số, mặc dù đại vũ đế quốc cũng có rất nhiều học viện, cái gọi là thí luyện nhiệm vụ căn bản không phải nàng loại này cấp độ khả dĩ tiếp xúc mà giờ khắc này lại bị buộc đi về hướng khác một vòng, cái kia được xưng người mạnh nhất vòng tròn luẩn quẩn. Hà Bắc, rộng lớn trong núi lớn, huyết sắc như khói báo động bay thẳng đến chân trời, đem khe núi nhuộm thành màu đỏ, huyết thủy bao trùm dòng sông, gây mũi mùi tanh hấp dẫn càng ngày càng nhiều biến dị thú, thoáng qua kêu trên khắp nơi, bị dết chóc không còn. Dòng suối bị nhuộm thành màu đỏ, một cái dáng người thấp bé nam tử đứng tại trong nước sông cọ rửa thân thể, phía sau lưng mấy đạo vết thương sớm đã vẫy, rắn chắc cơ bắp cố lấy. Bên cạnh bờ, một nam một nữ lặng lặng đánh giá hắn, Bailey, lại cho ngươi chơi tiếp tục, cái này phiến núi lớn tựu không có đổi gì thú rồi. Thấp bé nam tử liếc mắt bên cạnh bờ, âm thanh lạnh lùng nói, có hai cái dung cảnh biến dị thú ta không có treo chọc, trở về trước làm thịt. Nữ tử thản nhiên nói, là thời điểm đi quốc gia này kinh thành rồi, chỗ đó tìm được đào phạm cơ hội lớn nhất cái này khỏa tinh cầu theo hải vương tinh mang đến thi thể rất có thể tự là đào phạm. Thấp bé nam tử bai ly trong mắt hiện lên một tia hàng mang, Willow, lao, mặt khác hai cái đội ngũ ở đâu. Bên cạnh bờ nam tử đúng là đế quốc đệ nhất quân sự học viện người mạnh nhất Willow, lao, mà nữ tử là Lam Sơn học viện người mạnh nhất Paris, ba người này tự là Diego biết đến tin anh. Quy Lao trả lời dựa theo phương vị phỏng đoán, Gulet bọn hắn tại Thảo Nguyên, thì ra là Kinh Thành phương Bắc, ép bọn hắn tại sơn tây đều khoảng cách kinh thành không xa ba ly đi đến bờ bên ngoài cơ thể năng lượng chấn động thân thể lập tức khô ráo đi thôi đi kinh thành ba người ly khai sau lưng là vô số tử vong biến dị thú thi hài trong đó không ít thiên cấp biến dị thú hoa hạ phương bắc mênh mông thảo nguyên tại cùng phong quét hạ chập chờn từ trên cao xem tự như lục sắc gần sống dưới ánh mặt trời vung vẩy dị thường mỹ lệ trên thảo nguyên một nữ tử cử động cao hai tay, miệng lớn hô hấp, quá mát mẻ, cái này là thảo nguyên vị đạo. Cách đó không xa, một cái làn da là lục sắc, hai em mờ cao nam tử lường nữ tử một mắt, vào gống âm thanh ông khí đạo, một cổ phân người vị khá tốt nghe thấy, có bệnh. Balaro, La ngươi nói cái gì? Nữ tử tai tim, đã nghe được, lập tức trợn mắt nhìn. Da màu lục nam tử Balaro La vội vàng cười nói, không có gì, dễ ngửi, dễ ngửi nữ tử đắc ý, coi như ngươi thức thời, đi thôi, đi kinh thành, nghe nói cái này khỏa tinh cầu người theo nguyên thủy tinh cầu đã nhận được một cổ thi thể, hẳn là đào phạm. Tốt, Balaro lên tiếng, ngẩng đầu, phía trước kéo dài vô tận xa bụi cỏ đột ngột tách ra, phản phất giống như có linh tính né tránh. Sơn Tây, hai gã bọc lấy áo đen người chậm rãi đi đi, phía trước là vô tận đất vàng, thỉnh thoảng có quái dị dữ tận biến dị thú theo đất vàng trung lao ra, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Áo đen xuống, hắn một người trong cái trán có chứa lân phiến nam tử ánh mắt băng hàng, mỗi đi một bước, đất vàng đều trở nên vô cùng khô ráo, phản phất hơi nước toàn bộ bị hút đi bình thường, trăm mét về sau, trước khi đi qua thổ địa toàn bộ băng liệt hóa thành bụi, bên trong biến dị thú toàn bộ chỉ còn túi da, trong thân thể hơi nước đều bị rút đi. Ta không thích cái chỗ này, lúc trước nên đáp xuống biến cả. Không có biện pháp, Muốn hoàn thành nhiệm vụ phải đến kinh thành, ta biết nói ngươi sanh ra ở đáy biển, vượt qua một chút đi, không được bao lâu có thể đã đi ra. Ta hy sinh nhiều như vậy, ai dám ngăn trở ta hoàn thành nhiệm vụ, toàn bộ giết sạch, dù là cái này khỏa tinh cầu sở hữu tất cả thổ dân đều chết hết cũng không thể trở ngại ta. Đương nhiên, không có người khả dĩ trở ngại chúng ta. Đông Bắc, đầy trời băng tuyết che đậy ánh mắt, bạch sắc thiên địa mênh mông. Tại đây bôi vô tận bạch sắc ở bên trong, một đôi màu đỏ trường hoa chậm rãi dẫm chận tại chỗ, đưa lưng về phía phong tuyết lộ ra một trương khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ khuôn mặt, như tinh thần giống như sáng chói sông mâu cơ hồ hòa tan cái này phiến đóng băng thiên địa. Nàng, là bạch tuyết, hoa hạ lạc thánh, lạc thủy chi bờ, y y khuynh thành. Nơi này là Lam Doanh, lạc thánh Lam Doanh. Trên mặt tuyết ba đạo nhân ảnh quỳ rạp trên đất, sắc mặt nhăn nhó, nhìn về phía trên cực kỳ thống khổ, một người trong đó miễn cưỡng ngẩng đầu, sợ hãi nhìn qua lên trước mắt tuyệt mỹ mỹ nhân, bờ môi sợ run, ngươi, chính là thổ dân, như thế nào hội mạnh như vậy? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 26 Dung cảnh sinh vật Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Bạch Tuyết đưa lưng về phía phong tuyết, bình tĩnh nhìn qua ba người, đến từ tin không đệ tử, chiến kỹ không tệ. Ngươi đến tột cùng là ai? không thể nào là thổ dân, thổ dân tuyệt không khả năng nghiền áp ba người chúng ta, chúng ta đều là tất cả đại học viện tinh anh a, à, người nọ khó có thể tin nói. Bạch tuyết sông mâu sáng ngời, so kim cương còn ống ánh, phiền toái đem đông bắc đánh dấu là lam sắc, ta không hy vọng tại đây bị quấy rầy. Tên kia đệ tử thống khổ hai mắt nhắm lại, bổ nhiệm giống như khởi động cá nhân bộ phận kết nối, không có một hồi trên internet, đông bắc cái này phiến địa vực biến thành lam sắc. Lục ẩn mang theo Granny vào lúc ban đêm liền xuất phát, tại Kim Lăng phía bắc trăm km bên ngoài nghỉ ngơi một thời gian ngắn, sau đó tiếp tục hướng phía phương bắc mà đi. Giờ phút này, bọn hắn đi tới sơn Đông Vi huyện. Ồ, Đông Bắc biến thành lam sắc rồi, Granny kinh ngạc nói. Lục ẩn kinh ngạc, Bạch Tuyết bị đánh bại sao? Không có cho lục ẩn đa tưởng, phía trước trong thiên địa xuất hiện một cây cực lớn vô cùng cây cối, thoạt nhìn như cây liễu, mở rộng vượt qua ngàn mét nhánh cây, vô số đầu nhánh cây che đậy một phương thiên không, mang tất cả toàn bộ vi huyện, thậm chí đem quanh thân đường cái sơn thôn đều bao trùm. Lục Ẩn cùng Granny lập tức dừng lại, vô ý thức dò xét chiến lực. 4290 hai người kinh hô, đây là dung cảnh chiến lực, trước mắt cái kia khỏa biến dị đại thụ là dung cảnh sinh vật. Lách qua nó, Lục Ẩn quyết định thật nhanh muốn tránh đi. Đột nhiên đấy phía dưới dòng sông trung duỗi ra mấy cái nhánh cây rút hướng lục ẩn cùng grani lục ẩn đẩy ra grani mình cũng tránh đi nhánh cây rút hướng không trung xé rách không khí phát ra cực lớn tiếng vang grani nghĩ mà sợ vừa mới nếu không phải lục ẩn đem nàng đẩy ra nàng tự muốn thừa nhận dung cảnh sinh vật công kích lách qua né qua đi lục ẩn hét lớn đang khi nói chuyện bốn phương tám hướng xuất hiện vô số đầu nhánh cây quật mà đến rõ ràng hai người khoảng cách biến dị đại thụ còn có tương đương một khoảng cách, nhưng y nguyên tại hắn phạm vi công kích. Giờ phút này muốn lách qua đại thụ rất khó, nếu như dùng đại thụ công kích bọn hắn phạm vi với tư cách bán kính, bọn hắn muốn đi vòng qua tối thiểu nhất 10 giây đồng hồ, đây là bảo thủ đoán chừng, đại thụ không có khả năng lại để cho bọn hắn thuận lợi thông qua, nhất là Granny, dùng tốc độ của nàng muốn đi vòng qua rất khó. Lục ẩn tại giữa không trung xê dịch, lập tức Granny chống đỡ không nổi, một chưởng đánh ra, liệt không trưởng đem nhánh cây đánh vạt ra, thân thể cấp tốc vọt tới Granny bên cạnh thân, ông cổ, trực tiếp phóng tới biến dị đại thụ. Người điên rồi, Granny kinh hãi, mắt nhìn về phía trước đại thụ càng ngày càng gần, vô số cành như cự mãn đằng không. Mơ hồ có thể thấy được cả vùng đất xương trắng chất đống, cực kỳ khủng bố. Lục ẩn trầm giọng nói, ngươi xem đằng sau. Granny quay đầu lại nhìn lại, sắc mặt trắng bệch, đường lui của bọn hắn bị phong bế rồi, không cùng lục sắc cành tạo thành vách tường phủ kín, lại để cho bọn hắn lui không thể lui. Đã xong, dung cảnh sinh vật, chúng ta chết chắc rồi, Granny bi ai nói. Lục ẩn ánh mắt lạnh lùng quét mắt bốn phía, một đầu lại một đầu thân cành rút tới, lục ẩn linh xảo tránh né, ngẫu nhiên khả dĩ mượn nhờ thân cành lực lượng tiến lên một đại đoạn khoảng cách. Giờ phút này hắn cự ly này khỏa biến dị đại thụ bản thể chỉ có chưa đủ 3.000 m, rời đi càng gần vượt có thể cảm nhận được cái này gốc đại thụ khổng lồ cùng khủng bố, năng lượng lệnh hư không vặn vẹo, và thiên tế nhật. Lục ẩn may mắn đối mặt không phải sinh vật có trí khôn, cái này gốc biến dị đại thụ tuy nhiên cường hãn, nhưng công kích hoàn toàn bằng bản năng, này mới khiến hắn mang theo Granny còn có thể an toàn sinh tồn, bất quá một lúc sau khẳng định không kiên trì nổi. Granny theo ngừng không giới nội lấy ra hơn 10 khỏa hỏa diễm tinh thể rơi đập, hỏa diễm theo đại địa thiêu đốt. Lục ẩn im lặng, ngươi còn muốn đem nó đốt đi? Granny đắng chát, thử xem a, à, nói không chừng nó sợ lửa. Lời này không có vấn đề, thực vật sợ lửa thiên kinh địa nghĩa, nhưng nhìn trước mắt cái này gốc che đậy thiên không đại thụ, muốn đem nó nhen nhóm ít nhất núi lửa phun trào mới có hy vọng, thành kim lăng bên ngoài những hỏa diễm tinh thể đó tài nguyên khoáng sản cũng không đủ. Lục ẩn không có rảnh cùng Granny nói nhảm, ánh mắt của hắn ngưng tụ, đó là: ngươi biến dị đại thụ xuống một đạo điểm đen tả hữu xê dịch sau đó càng lúc càng lớn cùng lục ẩn bọn hắn giống nhau là người người kia so với bọn hắn còn tiếp cận đại thụ giờ phút này không ngừng lui về phía sau tránh né lấy thân cây công kích hảo cường grani kinh ngạc nàng tự nhận nhìn không được thân cây công kích nếu như không phải lục ẩn nàng đã bị chết nhưng xa xa người kia hiển nhiên thành thạo rất nhẹ nhàng bộ dạng đem làm lục ẩn thấy rõ người kia một khắc ánh mắt lạnh như băng là cái kia tóc bạc nam tử. Dưới ánh trăng, toàn lực thiên tinh trưởng bị một tay xinh đẹp hồ điệp đao hóa giải, một màn này lục ẩn cả đời đều quên không được, hắn khả dĩ tại vọng cảnh bằng thiên tinh trưởng trọng thương tré, đạt tới tham cảnh thi triển toàn lực thiên tinh trưởng sau lại bị hóa giải, hơn nữa lúc ấy cũng không phải là hắn chủ động, mà là đối phương sát cơ làm cho hắn chủ động toàn lực ra tay, một khắc này hắn hoàn toàn bị động, thậm chí sờ không rõ đối thủ ngọn nguồn. Tôi, đồng học lại gặp mặt tóc bạc nam tử chứng kiến lục ẩn ánh mắt sáng ngời cười tủng tỉm chào hỏi Granny nghi hoặc hai người nhận thức lục ẩn tránh đi thân cây quật thản nhiên nói xảo a à. tóc bạc nam tử nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi thân cây không khéo ta bị nhốt có một thời gian ngắn rồi nếu như các ngươi hướng bắc có rất lớn tỷ lệ đụng phải ta duyên phận ngươi biết chúng ta muốn hướng bắc lục ẩn lông mi nhảy lên nghi ngờ nói Tóc bạc nam tử đương nhiên nói, đương nhiên, ta còn biết mục đích của các ngươi đấy, nhất định là kinh thành đúng hay không. Lục ẩn con mắt nheo lại, suy đoán người này là ai, có phải hay không Diego nói cái nào đó học viện người mạnh nhất. Coi chừng Granny Kinh Hô, phía trước mấy chục đầu thân cạnh bốn phương tám hướng rút hướng tóc bạc nam tử, tóc bạc nam tử đối với Granny hữu hảo cười cười, tay phải không hiểu xuất hiện một tay xinh đẹp hồ điệp đao, vung ra hoa mỹ hoa thức trước mặt phóng tới thân cây, xíu, u u. Một tiếng vang nhỏ, thân cây bị xuyên thủng, tóc bạc nam tử lông tóc không tổn hao gì lao ra, quay đầu lại lần nữa đối với Granny cười cười, sau đó khiêu khích tự như nhìn về phía lục ẩn. Lục ẩn ông chặt Granny, tại Granny sợ hãi trong ánh mắt dơ lên chưởng chụp về phía tập kích mà đến thân cây, chưởng ra tinh thần hiện, một chưởng xuống, thân cây bạo liệt, lục ẩn đồng dạng lông tóc không tổn hao gì đi ra. Tối hôm qua ngủ không ngon, dùng ba phần lực, lục ẩn thản nhiên nói. Tóc bạc nam tử khóe miệng hết lên, ta dùng hai phần lực. Nhớ lầm rồi, ta dùng một phần lực, lục ẩn không chút nào yếu thế. Tóc bạc nam tử hừ một tiếng, ta dùng nửa phần lực. Granny im lặng, hai người này tại phân cao thấp. Tại đây trước mắt. Không biết vì cái gì, đối mặt tóc bạc nam tử, lục ẩn luôn luôn loại nói không nên lời cảm giác nguy cơ, như là cái thanh kia hồ điệp đao huyền lên đỉnh đầu tùy thời hội rơi xuống bình thường, không tự giác hắn tự muốn cho người này kiên kỵ, chỉ có sợ không rõ mới sẽ không tự tiện ra tay. Bốn phương tám hướng xuất hiện lần nữa vô số thân cành, phong bế không gian. Lục ẩn đối với tóc bạc nam tử thản nhiên nói, liên thủ A, công kích bản thể, bằng không thì không dứt. Tóc bạc nam tử gật gật đầu, mấy ngày hôm trước đùa quá mệt mỏi, bằng không thì ta một người cũng có thể giải quyết nó. Lục ẩn thản nhiên nói, nếu như không phải sốt ruột chạy đi, ta ngược lại muốn dùng nó thử xem chưởng lực. Tóc bạc nam tử khóe miệng cong lên, một cước giẫm nát cuộc tới thân cành sông lên hướng đại thụ bản thể. Lục ẩn đem Granny ném hướng mặt đất hỏa diễm chỗ, chính mình coi chừng, nói xong đồng dạng phóng tới đại thụ bản thể. Hai người cách đại thụ bản thể đều không xa, trong nháy mắt tức đến. Dung cảnh siêu việt tham cảnh là trên việc tu luyện một cái trọng yếu cất bước đạt tới dung cảnh chứng minh đã sơ bộ trở nên cường đại chạm đến nhân thể cực hạn lúc này cảnh giới tu luyện giả sẽ dừng lại thật lâu thẳng đến đột phá nhân thể cực hạn mới có thể bước vào kế tiếp cảnh giới bình thường đệ tử tin anh đều là tham cảnh ít có đạt tới dung cảnh mà có thể ở tham cảnh đối kháng dung cảnh sinh vật đệ tử càng là ít càng thêm ít đại thụ tuy nhiên không phải sinh vật có trí khôn nhưng quá khổng lồ rồi năng lượng cũng phi thường mênh mông đánh bại nó sau đánh bại bình thường dung cảnh sinh vật còn muốn khó. Tóc bạc nam tử một tay hồ điệp đao lập lệ bạch quan hóa thành lưu tinh phóng tới đại thụ. Lục ẩn thiên tinh trưởng toàn lực thi triển, mơ hồ trong đó, lại một viên tinh thần hình thức ban đầu sơ hiện, đây là viên thứ hai tinh thần, một khi hình thành, quy lực đem lần nữa tăng vọt. Hai người cơ hồ cùng một thời gian công kích được đại thụ bản thể, hồ điệp đao tăng thêm thiên tinh trưởng công kích tại cùng một vị trí, Đại thụ chắc chắn mặt ngoài dần dần băng liệt, sau đó phịch một tiếng, hai người xuyên thủng đại thụ, lao ra vài trăm mét, lơ lửng ở giữa không trung quay đầu lại nhìn lại. Khổng lồ biến dị đại thụ chậm rãi ngã xuống, vô số thân cành rơi đập, nghiền áp đại địa, dòng sông đều bị bao trùm. Lục ẩn cùng tóc bạc nam tử đồng thời quay đầu nhìn về phía đối phương, vừa mới công kích trong nháy mắt, bọn hắn đều cảm giác được đối phương cường đại, lúc này đây so sánh với lần rõ ràng hơn tích người này trở nên càng cường đại rồi, những lời này tại hai người trong đầu đồng thời xuất hiện. Bên kia, Granny mới được là chấn động nhất, biến dị thực vật tốt trốn không dễ dết, bởi vì phòng ngự quá mạnh mẽ, cho dù nạn không có cùng Uy Lao đã giao thủ, nhưng có thế để xác định Uy Lao tuyệt không có năng lực tổn thương cái này gốc đại thụ, hai người kia rõ ràng khả dĩ làm được, bọn hắn, có thể so với thậm chí vượt qua học viện người mạnh nhất. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 27 Khóa cảnh cường giả Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Tên kia là ai? Granny nhìn qua tóc bạc nam tử, người này nàng một chút ấn tượng đều không có, hồ điệp đau, tóc bạc đều là rất thưa thớt đặc thù, lại không hề ấn tượng, không phải là thổ dân A. Ai, lưỡi đau động rồi, không có thời gian đánh bóng, miễn cưỡng phát huy năm thành chiến lực A, tóc bạc nam tử ra vẻ tiếc núi nói, nói xong lường hướng lục ẩn. Lục ẩn ánh mắt nhất thiểm, đưa tay nhìn nhìn thủ trưởng, tay tạng, bẩn, miễn cưỡng phát huy bốn thành chiến lực. Tóc bạc nam tử im lặng, vậy cũng là lý do. Đồng học, chúng ta đều lần thứ hai gặp mặt, tự báo môn hộ, ta gọi Ngân. Tóc bạc nam tử đối với Lục ẩn cười tủng tỉm nói, cười như một hồ ly. Lục ẩn cười nhạt, ta gọi giác ta, đến từ ta ta tinh cầu, ông nội của ta là hiệu trưởng. Ngân sợ hãi tháng phục, hiệu trưởng a học nhị đại, không, học đời thứ ba, chúc mừng chúc mừng. Lục ẩn cười nói khách khí, ta thích ngươi tóc bạc. Ha 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 ha, ta cũng ưa thích, đúng rồi, ta còn có việc đi trước, có duyên gặp lại, giác ta đồng học ngân khách khí nói. Lục ẩn cười nói, có duyên gặp lại, ngân. Rất nhanh, ngân biến mất tại phía chân trời. Granny bay đến lục ẩn sau lưng, nghi ngờ nói hắn là cái nào trường học. Lục ẩn lắc đầu, không biết đi thôi. Đợi một chút, ngươi không nếu có thể lượng tinh thể hả? Granny thò ra tay, bàn tay, một quả ngón tay lớn nhỏ bạch sắc tinh thể tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng phản xạ hào quang. Loại này năng lượng tinh thể tuy nhiên không thích hợp hấp thu, nhưng nhưng có thể dùng để đem làm khoa học kỹ thuật vũ khí nguồn năng lượng, giá cả cũng không tệ lắm, dù sao cũng là dung cảnh sinh vật. Lục ẩn không khách khí lấy đi, đi thôi, tiếp tục chạy đi, nói xong, mang theo Granny hướng phương Bắc bay đi. Địa cầu tiến hóa sinh vật năng lượng trong cơ thể tinh thể tại trong vũ trụ thuộc về thứ đẳng năng lượng tinh thể, cho dù là trực tiếp hấp thu năng lượng tinh thể tu luyện du binh cũng sẽ không sử dụng, tạp chất quá nhiều, rất ảnh hưởng tiến độ tu luyện, đối với lục ẩn bản thân cũng không có gì dùng. Xuất sắc cũng rất kiên ăn, thứ đẳng năng lượng tinh thể nó không hấp thu, lục ẩn ý định tồn trữ nhiều sau đó bán đi đổi lấy tinh năng tinh thể. Ngân hướng phía đông phương bay đi, một khoảng cách sau dừng lại, quay đầu lại nhìn lại, ánh mắt nghi hoặc, đến cùng cái gì chiến kỹ. Vừa mới đột phá tham cảnh rõ ràng khả diễn ngăn trở ta, là lẫm chiến kỹ, nhưng, rất cường, trở về phải điều tra thêm. Tận thế hàng lâm, trong kinh thành vô số người bình thường biến thành zombie, quốc gia tần quản lý tại một hồi nổ lớn trung toàn bộ bị chết, kinh thành rắn mất đầu, may mắn bảy thánh đứng đầu chương đính thiên ra mặt áp chế hỗn loạn, xua tán zombie lúc này mới bảo trụ kinh thành, mặc dù như thế, kinh thành chỉ còn lại không tới một phần ba diện tích, bên ngoài toàn bộ rơi vào tay giặc tại vô tận thi triều trung. Kinh thành nhân khẩu quá nhiều, zombie gần ngàn vạn, vượt xa kim lăng, mặc dù hơn nửa năm đi qua, dùng chương đính thiên liên hợp kinh thành hơn 10 vạn người tiến hóa thực lực y nguyên không cách nào tiêu diệt những này zombie. Kinh thành tự như một cái bị vô số con sâu cái kiến vây quanh cự thú, rõ ràng có được nghiền áp con sâu cái kiến thực lực, lại bị vây được không cách nào nhúc nhích. Kinh thành căn cứ bốn phía bị cao 10 mét sắt thép gia cố, sắt thép trên tường thành rậm rạp chằng chịt đứng đấy rất nhiều người tiến hóa thủ vệ, bình tĩnh nhìn qua phương xa du đảng thi bày. Cửa thành thỉnh thoảng mở ra, người tiến hóa cưỡi từ quân đội thuê xe bọc thép lao ra, muốn sưu tập thành ngoài có dụng vật tư. Không bao lâu, cửa thành lần nữa mở ra, một chiếc xe bọc thép xông vào trong thành. Sắt thép trên tường thành, một gã bách phu trưởng kỳ quái, cái kia chiếc xe bọc thép không phải vừa đi ra ngoài sao? Bên cạnh, một danh khác bách phu trưởng nói, bình thường, đụng phải cường đại biến dị thú, chết mấy người, còn lại trở về tập hợp lại. Tới gần sắt thép tường thành địa phương tụ tập rất nhiều người sống sót, quần áo tả tơi, đại bộ phận đều đói bụng đến phải xương bọc da, lập tức xe bọc thép xông tới vội vàng vây đi qua, nhưng xe bọc thép không chút nào ngừng, thiếu chút nữa đụng vào người. Trong xe, Paris ánh mắt tỏa sáng, Loại này nguyên thủy vũ khí nóng chỉ ở sách giáo khoa thượng đã từng gặp, không nghĩ tới còn có thao tác một ngày, thật biết điều. Quy Willow cười nói, ưa thích tự mang một cái trở về. Phía sau, Bailey sắc mặt nghiêm túc, nhìn qua trong kinh thành bộ, chỗ đó, có cổ lăng liệt năng lượng thỉnh thoảng tán phát ra, liền hắn đều tim đập nhanh. Quy Willow, kinh thành người mạnh nhất là ai? Bailey hỏi, nguyên bản hắn cũng không thèm để ý, nhưng hôm nay hắn cảm giác được bất đồng lao nói, một thứ tên là chương đính thiên người, người xưng cùng đao hoa thánh, là bảy thánh đứng đầu. Bailey ánh mắt ngưng trọng. lao mắt nhìn Bailey, không cần để ý tới, cái này khỏa tinh cầu mạnh nhất bảy thánh bất quá tham cảnh, miễn cưỡng vượt qua một ít tinh anh đệ tử, so về ta và ngươi còn kém xa. Bailey không để ý đến Willow, trong ba người chỉ có hắn cảm thấy vẻ này lăng liệt lực lượng, như có như không, rõ ràng rất xa rồi lại rất gần xe bọc thép một đường mạnh mẽ đâm tới bỏ qua binh sĩ cảnh cáo trực tiếp phóng tới thành nam chỗ đó là phát sinh nổ lớn địa điểm thành nam phát sinh bạo tạc nổ tung địa phương sớm được phong tỏa còn có một gã vạn phu trưởng trấn thủ đem làm xe bọc thép xuất hiện thời điểm lập tức bị ngăn cản ngăn đón paris hưng phấn lái xe đụng đi qua lớn mật hét lớn một tiếng một gã địa cấp vạn phu trưởng ra tay cao cao nhảy lên công hướng xe bọc thép Quy Lao dương mắt, tùy ý bắn ra tay chỉ, kình phong xé rách không khí đem vạn phu trưởng đục lỗ, trọng thương ngã xuống đất, bốn phía binh sĩ hoảng sợ. Xe bọc thép dừng lại, bài ly ba người đi ra, nhìn cách đó không xa hỏa hồng sắc nham thạch nóng chảy tràn ngập hố, phía trên không khí đều bị vặn vẹo. Chính là trong chỗ này, một hồi nổ lớn cho cái này khỏa tinh cầu đã mang đến tiến hóa, nhưng cổ thi thể kia không thấy rồi, Quy Lao trầm giọng nói. Bài ly ánh mắt trầm tư, hố ở bên trong hiện đầy nham thạch nóng chảy, cho dù có manh mối cũng bị thiêu tẩn, bọn hắn không có khả năng từ nơi này nhận được tin tức, xem ra, chỉ có thể tìm kinh thành người chủ sự rồi, cái kia bảy thánh đệ nhất. Will cười nhạt, ta đi đem hắn chọc tới. Bailey vừa muốn nói chuyện, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu, cùng một thời gian, Will cùng Paris cũng ngẩng đầu, không biết lúc nào, thiên không một gã nam tử lẳng lặng đứng thẳng, dương mắt lạnh lẽo bọn hắn thấy như vậy một màn, Ba Ly ánh mắt co rụt lại, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Người này lúc nào xuất hiện? Paris kinh ngạc. Không trung, nam tử tay phải cầm đao, chậm rãi đáp xuống. Chu vi binh sĩ ngay ngắn hướng hành lễ, tham kiến hoa thánh. Ba ly ba người ánh mắt kinh ngạc, người này tự là Chương Đính Thiên. Toàn bộ lui ra, Chương Đính Thiên nhàn nhạt nói một câu, chu vi vây quanh sở hữu tất cả binh sĩ lập tức lui về phía sau, ngay ngắn trật tự ba ly ba người cẩn thận dò xét chương đính thiên hình dạng tầm thường không tính quá mạnh mẽ cường tráng trên người cũng không có quá mức rõ ràng vết thương nhìn về phía trên không có gì thần kỳ nhưng có một điểm người này chỉnh thể cho người một loại rất bá đạo cảm giác không biết như thế nào xuất hiện ba người cũng cảm giác người này bá đạo có lẽ là bởi vì chui này đau các ngươi tới tự tin không chương đính thiên bình tĩnh nhìn xem ba người thản nhiên nói Uy Lao tiến lên vài bước, đúng vậy, chúng ta tới tự tin không, có chuyện hỏi ngươi. Chương Đính Thiên ánh mắt lướt qua Uy Lao, nhìn về phía Bailey, Ly, khai kinh thành, không được bước vào. Bailey con mắt nheo lại. Quy Lao phẫn nộ, người này rõ ràng bỏ qua hắn, ta có lời hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao. Chương Đính Thiên ánh mắt quét về phía Uy Lao, trước khi đi, với tư cách nhiễu loạn kinh thành trừng phạt, mỗi người thụ ta một đao, nói xong không có và ba người trả lời, đưa tay tựu là một đao, để nhất đao chém về phía Uy Lao. Tích 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 Paris cá nhân bộ phận kết nối đột nhiên nổ mạnh, nàng cúi đầu một xem sắc mặt kịch biến, Uy Lao coi chừng, hắn là khóa cảnh cường giả. Uy Lao biến sắc, trước mắt, rõ ràng rất bình thường một đao lại trở nên vô cùng khủng bố, trong thiên địa hết thảy đều biến mất, trong mắt của hắn chỉ có chui này đao, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Uy Lao đồng tử co rụt lại, dơ lên chưởng, liệt không chưởng, một tiếng gầm nhẹ, không khí tạo nên rung động hình thành khí lãng oanh hướng tiền phương chương đính thiên một đao trảm tại giữa không trung bị liệt không chưởng ngăn cản mãnh liệt áp khí rồi đột nhiên bộc phát hướng bốn phía khuếch tán đại địa đều bị nát bấy paris hô hấp trì trệ vội vàng lui về phía sau cùng bạo áp khí mang tất cả hướng không trung xua tán tầng mây lệnh cách đó không xa hố nội nham thạch nóng chảy đều bị nhấc lên phương xa vô số binh sĩ rung động nhìn qua một màn này Mỗi lần hoa thánh ra tay đều như vậy rung động nhân tâm Quy Lao cắn răng, không thể tin nhìn qua lên trước mắt bất quá mấy mét xa chương đính thiên Một cái thổ dân, chính là một cái thổ dân như thế nào hội mạnh như vậy Khóa cảnh cường giả, thổ dân trung rõ ràng có loại này yêu nghiệt Phía sau, ba ly ra tay, một quyền oanh hướng chương đính thiên Chương đính thiên ánh mắt ngưng tụ, trường đao lướt ngang, sống giao trảm tại ba ly quyền phong phía trên hình cung khí lãng bắn ra phá hủy phương xa phế tích, đem đại địa xé mở, bành trướng khí lãng ầm ầm chấn động, Will Lao trước tiên bị đẩy lui, một búng máu phun ra, Bai Ly mượn nhờ cổ lực lượng này rút lui, chương đính thiên tại chỗ bất động, còn bảo trì vung đao tư thái, ánh mắt nhìn hướng Paris, lưỡi đao lần nữa cuốn, một đao chém ra. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 28 Kinh Thành Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Paris đồng tử co rụt lại, cấp tốc lui về phía sau, nàng không nghĩ tới bị Bai liên thủ với uy lao công kích thổ dân rõ ràng còn có thừa lực công hướng nàng, đợi nàng kịp phản ứng lúc đã đã chậm, trảm kích xẹt qua, tại Paris phần bụng lưu lại một đạo cực lớn vết máu, huyết dịch theo y phục nhỏ đại địa, kịch liệt đau nhức mang tất cả thần kinh, Paris không tự giác nửa đầu gối quỳ xuống đất, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Một người một đao, trấn áp kinh thành, bảy thánh thứ nhất, cuồng đao hoa thánh. Giờ phút này, Ba ly ba người thấm thiết cảm nhận được như thế nào bảy thánh thứ nhất, người này, có lẽ tự là người mạnh nhất địa cầu. Bọn hắn không nghĩ ra, chính là nửa năm tiến hóa, địa cầu như thế nào hồi sinh ra đời khủng bố như thế đích nhân vật, phóng nhãn đại vũ đế quốc đều rất khó xuất hiện khóa cảnh cường giả. Cái gọi là khóa cảnh, là được có thể dùng trước mắt cảnh giới triển lộ ra rất cao một tầng cảnh giới chiến lực cường giả, cá nhân bộ phận kết nối thiết lập tương đương nghiêm khắc, mặc dù đạt tới trước mắt cảnh giới đỉnh phong chiến lực, mượn nhờ chiến kỹ đều chưa hẳn có thể triển lộ ra rất cao một tầng cảnh giới chiến lực trị số. Tự như Bali, hắn chiến đấu trị số là 3.000, tham cảnh đỉnh phong, nhưng mặc dù hắn thi triển chiến kỹ, có được cùng dung cảnh sinh vật chiến đấu lực lượng, chiến đấu trị số đều khó có khả năng đạt tới 3.001, cái này như lấp kín tường, ngăn cách tham cảnh cùng dung cảnh. Duy có một loại người khả dĩ đánh nát cái này bức tường, đó chính là khóa cảnh cường giả, rõ ràng là tham cảnh thực lực, nhưng có thể triển lộ ra dung cảnh sức chiến đấu. Loại người này được xưng là yêu nghiệt, vừa mới chương đính thiên dơ lên đao một khắc, hắn chiến lực trị số là 3.200, dung cảnh chiến lực trị số. Đi Bali quá khẽ trực tiếp đằng không bay về phía bên ngoài Kinh Thành. Willow cùng Paris cố nén thương thế đồng thời rời đi. Chương đính thiên không có truy kích, bình tĩnh nhìn qua ba người ly khai ba người này đều không kém, đoạn thời gian trước cũng có ngoài hành tinh đệ tử đi vào kinh thành quấy rối, nhưng không có một cái có thể ở hắn một dưới đao mạng sống, hắn đã chém giết năm tên đệ tử, ba người này rõ ràng cũng có thể tiếp hắn một đao, thượng tam thánh chiến lực. Thực tế cái kia tiểu thằng luồn, cùng hắn một đao không chia trên dưới, phi thường lợi hại. Hoa thánh, từng chiếc xe bọc thép xuất hiện, trong đó một chiếc xe nội đi ra một gã mặt trang phục nghề nghiệp, hình dạng mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử, Đi vào chương Đính Thiên bên cạnh lo lắng nói. Chương Đính Thiên thản nhiên nói, truyền lệnh xuống, nghiêm tra là lẫm người tiến hóa, gặp được như đệ tử người tiến hóa lập tức báo cáo, không nên chủ động ra tay. Vừa mới với người giao thủ chính là đám kia tinh không đệ tử. Nữ tử hỏi. Chương Đính Thiên nhìn xem nữ tử, không cần nhiều muốn, không có người là đối thủ của ta. Nữ tử ánh mắt sùng kính, gật gật đầu đối với quân đội hạ lệnh, làm việc quyết định nhanh chóng bên ngoài kinh thành, ba người đáp xuống, Paris phẫn nộ gầm nhẹ, một cái thổ dân, thương thế của hắn ta, rõ ràng bị thương ta, ta muốn hắn chết, lập tức muốn hắn chết. Quy Lao chùi miệng giác vết máu, thổ dân trung rõ ràng có khóa cảnh cường giả, bất khả tư nghị. Bali trầm giọng nói, không cần để ý, chiến đấu trị số là nhất không đáng tin dò xét thủ đoạn, thắng bại còn quyết định bởi tại cá nhân cùng chiến kỹ. Quy Lao chau mày nhìn qua kinh thành, không đáng tin. Đúng vậy, nói chung chiến đấu trị số xác thực không đáng tin, rất nhiều cường giả căn bản không có ý định tăng lên chiến đấu trị số, một lòng nhào vào chiến kỹ lên, loại người này tương đương cường đại, nhưng đột phá trước mắt cảnh giới chiến đấu trị số lại bất đồng. Đại vũ đế quốc thậm chí từng hạ lệnh khóa cảnh cường giả có thể trực tiếp gia nhập hoàng đình 13 đội, đây chính là đế quốc tối cao quyền lực cơ cấu, khóa cảnh cường giả cùng thiên phú đồng dạng bị thụ tôn sùng vừa mới hắn tự cảm nhận được khóa cảnh cường giả đáng sợ, cái kia thổ dân tự hồ cũng không có dùng chiến kỹ, chỉ là một đau tự lại để cho hắn khó có thể chống đỡ, cái này là khóa cảnh cường giả. Bai Ly tuy nhiên nói thật nhẹ nhàng, nhưng cái khó giấu trong giọng nói hâm mộ cùng ghen ghét, hắn rất cường, xuất thân đệ tam trọng lực tinh cầu, chiến lực ba nghìn, tham cảnh đỉnh phong, lợi dụng chiến kỹ thậm chí đã đánh bại dung cảnh sinh vật, nhưng thì tính sao, y nguyên đột phá không được tầng kia bích chướng không cách nào đem chiến lực tăng lên tới 3001, cái kia một, vây khốn vô số thiên tài, ngày nay rõ ràng tại thổ dân trên người thấy được. Ta sẽ không bỏ qua hắn, một cái thổ dân rõ ràng cảm thương ta, Paris đắm chìm tại trong cừu hận, ánh mắt hiện lên khắc cốt căm hận, ta muốn dụ phát thú triều. Bailey ánh mắt ngưng tụ, không nói gì, một bên, Will Lao đồng ý, đào phạm manh mối khẳng định tàn ở kinh thành, cái kia chương đính thiên có lẽ biết nói, chính diện va chạm không sáng suốt. Paris, lập tức dụ phát thú triều, đem chương đính thiên kiềm chế ở ngoài thành, ta cùng Bailey đi tìm manh mối. Paris gật gật đầu, liếm lấy hạ khóe miệng, phóng tới xa xa. Một ngày về sau, đem làm lục ẩn mang theo Granny đi vào hạ bắc thời điểm, nghe nói kinh thành bị thú triều trùng kích, toàn bộ bên ngoài kinh thành tràn đầy biến dị thú cùng zombie. Bên ngoài kinh thành có gần ngàn vạn zombie, không ứng nên xuất hiện thú triều, ta nhớ được Diego đã từng nói qua, bọn hắn học viện người mạnh nhất Paris cũng tới kinh thành, có phải hay không là nàng xuất thủ? Lục ẩn suy đoán nói. Granny nói, có khả năng, làm sơn học viện đệ tử hoặc nhiều hoặc ít hội điểm ngự thú thủ đoạn, Paris với tư cách học viện người mạnh nhất, thủ đoạn khẳng định không tầm thương. Lục ẩn ánh mắt lạnh lùng, nếu thật là người này ra tay, người này không thể lưu. Kỳ thật đây là chuyện tốt, thú triều cùng thi triều va chạm, chỉ cần trong kinh thành người không đi ra có lẽ không việc gì, Granny nói. Lục ẩn trầm ngâm, Granny có thể nghĩ đến, cái kia Paris cũng có thể nghĩ đến, vì cái gì hay là khu động thú triều. Trong kinh thành, vô số binh sĩ chạy trốn thay quân, thú triều cùng thi triều trùng kích, đối với kinh thành cũng đã tạo thành một ảnh hưởng nhất định, ngẫu nhiên có phi thiên cấp biến dị thú sẽ qua khiến cho kinh hô. Một tràng trên nhà cao tầng, hai đạo nhân ảnh nhìn qua thành bên ngoài, phương xa, một đạo trảm kích xẹt qua thiên không, đem một đầu phi hành biến dị thú chặt đứt, huyết thủy ở trên không phun. Cái kia chính là bảy thánh đệ nhất chương đính thiên, quả nhiên lợi hại, Gulet kinh ngạc. Một bên, Balaro ngưng trọng nói, thực lực của người này tại ta phía trên. Nói nhảm, nhưng hắn là khóa cảnh cường giả, ta và ngươi thêm cùng một chỗ đều chưa hẳn đủ hắn đánh chính là, Gulet nói. Balaro không phục, nhéo nhéo lục sắc nắm đấm ta không cần cùng hắn chính diện tác chiến, ta khả dĩ hao tổn chết hắn. Trận này thú triều hẳn là Paris nữ nhân kia dẫn phát, nữ nhân kia rất ác độc, xem ra tại chương đính thiên thủ hạ đã bị thua thiệt, bằng không thì sẽ không như vậy nổi điên, dù phát như thế quy mô thú triều, nàng trả giá cao có thế không nhẹ, Gulet trầm ngâm nói. Thú triều hấp dẫn chương đính thiên, nội thành không người, Bailey cùng Uy Lao có lẽ tự trong thành tìm kiếm đào phạm manh mối, Balaro nói. Gulet lập tức ấn mở cá nhân bộ phận kết nối, kinh hô, wow, nằm cái tham cảnh cường giả, hắn một người trong đạt tới dung cảnh chiến lực là Chương Đính Thiên, mặt khác bốn cái hẳn là Bailey, Willow còn có ép cùng Hải Địch An, rõ ràng đều lăn lộn vào được, cái này có thể náo nhiệt. Balaro mặt sắc mặt ngưng trọng, ép cũng tới, vậy cũng phiền toái, người này mạnh phi thường. Gulet nói, đặc biệt tiến vào vũ đường, từng đánh bại 30 chỗ học viện người mạnh nhất cái này là ép chiến tích, là có chút phiền toái, bất quá không có sao, ngươi nói nếu như chúng ta đem tin tức tiết lộ cho chương đính thiên, hắn sẽ như thế nào? Balaro cau mày nói, bán đứng người một nhà. Gulet trợn trắng mắt, nào có người một nhà, chúng ta là đối thủ cạnh tranh, hơn nữa tại đế quốc xem ra chúng ta cùng người địa cầu đều là thí luyện giả, không tồn tại phản bội. Balaro gật gật đầu, ta khả dĩ khu động thực vật hỗ trợ đứng vững thú triều, lại để cho chương đính thiên dọn ra tay. Cứ như vậy vui sướng quyết định, gulet đại hỷ. Bên kia, hai cái bọc lấy áo đen bóng người đứng tại một tràng vứt đi trong tử điếm. É, ta cảm thấy Balaro khí tức, hắn thực vật khí tức đậm út, hắn một người trong hát bào nhân mở miệng nói, khóe miệng công lên tàn nhẫn độ công. Cái khác hát bào nhân ép trầm giọng nói, thành lý gia trên chúng ta cùng sở hữu bảy cái tham cảnh tu luyện giả, còn có thành bên ngoài Paris, tại đây tụ tập 8 cái tham cảnh, phiền toái điểm, bất quá không tính rất khó khăn dết, duy nhất phiền toái tự là chương đính thiên, thổ dân trung rõ ràng có khóa cảnh cường giả, bất khả tư nghị. Chương đính thiên giao cho ta, ta muốn thử xem cái gọi là khóa cảnh cường giả đến cùng thế nào, hát bào nhân hưng phấn, ngẩng đầu, hai mắt lập lòe lục sắc quan mang. Sắc thép trên tường thành, chương đính thiên sắc mặt trầm trọng, phương xa mênh mông thi triều cùng thú triều chém dết, tự như huyết nhục cối xây mỗi một giây đều có sinh vật tử vong, huyết khí trùng thiên. Zombie rất yếu, tại biến dị thú trảo hà khả dĩ bị nhẹ nhõm xé rách, nhưng zombie độc tính cũng rất cường, cái này lệnh biến dị thú cũng tổn thất không nhỏ. Phía đông hơn 10 km bên ngoài, Paris sắc mặt tái nhật, hưng phấn nhìn phía xa, đi thôi, nhiều hơn nửa điểm, nhiều hơn nửa điểm, ta muốn dùng thú triều mai tán tòa thành thị này, chính là thổ dân rõ ràng cảm thương ta, ta muốn ngươi trả giá thật nhiều. Paris không có phát hiện, nàng dưới chân chẳng biết lúc nào xuất hiện hàng khí, rõ ràng nhiệt độ không thấp, nhưng trong không khí lại xuất hiện tuyết trắng băng oánh hàng sương. Paris yên nguyên chầm chầm vào xa xa chém dết chiến trường, thu thu y phục, như thế nào có chút lạnh. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 29 Xảo ngộ Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Không hiểu, Paris trái tim siết chặt, phía sau lưng lạnh cả người, nàng rồi đột nhiên quay người, đập vào mắt, là một cái tuyệt mỹ nữ tử chính bình tĩnh nhìn nàng, màu đỏ trường hoa đạp tại màu đỏ sậm cả vùng đất, mặt tuyết trắng tố váy, làm sắc tóc dài rủ xuống eo, sắc mặt lạnh lùng. Ngươi là ai? Thari kinh hãi, có người như thế tiếp cận chính mình, mình lại không biết, sơ xuất quá, bị thương di chứng sao? Tuyệt mỹ nữ tử đạm mạc nhìn xem Paris trận này thú triều, là ngươi khiến cho. Thari nhìn chầm chằm nữ tử, trong mắt hiện lên ghen ghét nữ nhân này thật đẹp tại nàng bái kiến người trung chỉ có hái tinh nữ có thế so sánh loại này đẹp không chứa thế gian tạp chất thuần khiết không tì vết tại sao có thể có loại người này hỏi lại ngươi một lần thú triều là ngươi dẫn phát tuyệt mỹ nữ tử lần nữa hỏi ngươi là ai paris thấp quát hỏi ánh mắt cảnh giác tuyệt mỹ nữ tử nhìn xem paris ta gọi bạch tuyết bảy thánh một trong lạc thánh bạch tuyết Paris kinh ngạc. Bạch tuyết ánh mắt lướt qua Paris, nhìn xem huyết sắc chiến trường, ánh mắt băng hàng, dẫn phát thú triều, ngươi muốn làm cái gì? Paris cười lạnh, chính là thổ dân không có tư cách cùng ta đối thoại, chờ ta bắt lại ngươi, xé nát mặt của ngươi, nói xong lấy tay chụp vào bạch tuyết, bàn tay truyền ra giả thú gào rú, lại để cho đầu người da trung lên. Bạch tuyết lui ra phía sau, trước mắt tầng tầng băng cứng xuất hiện, bị Paris đơn giản chấn vỡ chính là thực vật mang ra hàng băng còn muốn ngăn cản ta. Thổ dân tựu là thổ dân. Bạch tuyết dừng lại, dơ lên trưởng chụp về phía Paris, Paris cười lạnh, muốn chết, nói xong cùng bạch tuyết đơn trưởng đối bính, rét lạnh khí lưu mang tất cả tứ phương, đông lại mặt đất, bạch tuyết hàng băng lan tràn hướng Paris. Paris không thèm để ý, tuy nhiên nàng thương thế còn chưa lành, nhưng căn bản không có đem bạch tuyết đưa vào mắt, ta nói rồi, thực vật khiến cho hàng khí căn bản vô dụng, Paris quát khẽ, hàng băng bạo toái, liên quan bạch tuyết ống tay áo đều bị chấn nát, mấy khỏa băng hàng cộng có non rơi xuống, cùng lúc trước triệu vũ trên người thảo giống như đúc, đúng là loài cỏ này mang ra hàng khí có thể cho triệu vũ thi triển hàng băng trưởng, hiệu quả cùng hỏa diễm tinh thể đồng dạng. Paris cùng ngạo nhìn xem bạch tuyết, nàng muốn nhìn một chút bạch tuyết tuyệt vọng biểu lộ. Nhưng mà sau một khắc, cực độ rét lạnh bao phủ tứ phương, đại địa trong khoảnh khắc đóng băng bốn phía một tầng bạch sắc tầng băng đột ngột hiển hiện ngừng kết không khí paris đồng tử kịch liệt co rút lại trên mặt huyết sắc tận cởi, không có khả năng cái này cái này đây là thiên phú hàng băng thiên phú ngươi có được thiên phú bạch tuyết ánh mắt không thay đổi vô tận rét lạnh lần nữa bao phủ hướng paris đảo mắt đông lại paris cánh tay phải paris trong lúc kêu sợ hãi mưu toan thối lui nhưng mà đã chậm bất quá hai giây chung, nàng cả người bị đóng kết, sau đó bật nát. Đường Đường Lam Sơn học viện người mạnh nhất tử vong. Theo Paris tử vong, huyết sắc chiến trường thú triều khôi phục thanh tĩnh, không ít đã bắt đầu thối lui. Bạch Tuyết thở ra, nữ nhân này rất cường, nếu như không phải bị thương có lẽ Khả Dĩ dãy dụ đi ra ngoài, nàng quá coi thường chính mình rồi. Bất quá dù vậy, nàng hay là bước ra chính mình hàng băng thiên phú. Nội thành. Willow cùng Bai Li tầm qua chương đính thiên chỗ ở, cũng tìm tòi đã từng số một văn phòng, nhưng đều không có phát hiện. Lục ẩn cùng Granny đến bên ngoài kinh thành, sau đó xuyên qua chiến trường, đi vào nội thành. Giờ phút này kinh thành hào khí ngưng trọng, nhưng cũng không có loạn, sở hữu tất cả người sống sót trên mặt tuy nhiên sợ hãi, lại còn bảo trì đối với hoa doanh tính tâm. Mặc kệ hòa bình niên đại nhiều phồn hoa thành thị, tận thế sau đều đồng dạng. câu đứt gãy, building vứt đi, phòng ốc sụp đổ, có thể có cái chỗ ở đã rất tốt. Lục ẩn tìm phần kinh thành địa đồ, mang theo Granny trực tiếp tiến về trước chương đính thiên chỗ ở, hắn cùng uy Lao bọn hắn muốn đồng dạng, kinh thành nếu như không ai biết cổ thi thể kia hạ lạc, có khả năng nhất đúng là chương đính thiên. Sắt thép trên tường thành, chương đính thiên ánh mắt nhìn về phía xa xa không trung bay lên bạch sắc, đó là khí đông, bạch tuyết khí đông. Hoa Thánh, người xem có người kinh hô tất cả mọi người nhìn về phía xa xa trên chiến trường vô số biến dị thú cùng zombie chém giết đem đại địa nhuộm thành màu đỏ mà giờ khắc này một vòng bạch sắc đột ngột xuất hiện đông lại mặt đất tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi lướt qua chiến trường những nơi đi qua bất kể là biến dị thú hay là zombie đều đông lại là lạc thánh Lạc thánh bạch tuyết có người cuồng hỉ sau đó vô số người hoang hô bảy thánh là tận thế thần hộ mệnh mà bạch tuyết là bảy thánh chiêu bài nàng là bảy thánh trung duy nhất nữ tính, đồng thời cũng là hoa hạ nữ nhân đẹp nhất. Sự xuất hiện của nàng lại để cho vô số người tiến hóa binh sĩ giống như đánh cho máu gà bình thường phấn khởi. Đẹp là một loại lực lượng, khả dĩ kích phát tiềm năng, lại để cho người xem nhẹ trên nhục thể thống khổ cùng gặp trắc trở. Bạch Tuyết không thể nghi ngờ có được loại lực lượng này. Đem làm Bạch Tuyết xuất hiện tại trên tường thành một khắc, hoa doanh tất cả mọi người gầm nhẹ, lệnh trên chiến trường vô số biến dị thú e ngại. Chương Đính Thiên nhàn nhạt nhìn xem chiến trường, nắm chặt trường đao. Bạch Tuyết đi đến Chương Đính Thiên bên cạnh thân, dẫn phát thú triều người ta đã giải quyết, là ngoài hành tinh đệ tử. Cảm ơn, Chương Đính Thiên thản nhiên nói. Bạch Tuyết lạnh lùng nói, ngươi quá nhân từ rồi, cho dù không giết bọn chúng đi cũng có thể bắt lấy, những người này căn bản không coi chúng ta là người xem. Chương Đính Thiên trầm giọng nói, ta giết năm cái, cái này mấy cái, rất khó. Bạch Tuyết kinh ngạc, rất khó, liền ngươi đều giết không được. Chương Đính Thiên nhìn về phía Bạch Tuyết, bảy thánh cũng chia thượng tam thánh cùng hạ bốn thánh, ngoài hành tinh đệ tử tự nhiên cũng chia, ngươi vừa mới giết người không đơn giản a. À. Bạch Tuyết trầm mặt, nữ nhân kia bức nàng dùng ra Thiên Phú, đây là hạ bốn thánh đô làm không được, nữ nhân kia có được đuổi kịp ba thánh chiến đấu thực lực. Ngươi vừa mới nói mấy cái, nói cách khác lần này xuất hiện ngoài hành tinh đệ tử không phải một người mặt khác mấy cái bạch tuyết đột nhiên hỏi chương đính thiên con mắt nheo lại không biết bạch tuyết lấy ra đoạt đến cá nhân bộ phận kết nối chọn vài cái trên màn hình phát ra tích tích tiếng vang tám cái nội thành có tám cái thiên cấp cường giả bạch tuyết kinh ngạc chương đính thiên hai mắt trừng trừng tức giận ngập trời thoáng cái xuất hiện tám cái thiên cấp cường giả đủ để đem kinh thành triệt để phá hủy bọn hắn muốn chết bên kia đem làm lục ẩn cùng Granny đi vào khoảng cách chương đính thiên chỗ ở mấy cây số bên ngoài lúc, Granny đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn qua hướng tiền phương. Lục ẩn theo nàng ánh mắt nhìn đi, một mắt liền chứng kiến một cao một thấp hai người nam tử, thật sự là quá dễ làm người khác chú ý rồi, người sống sót rất ít có thể mang làm như vậy sạch, quan trọng nhất là cái kia người lùng nam tử lớn lên phi thường kỳ lạ, chừng một mét thân cao, tráng kiện dáng người, Loại này hình thể tại trên đường cái một mắt liền có thể nhận ra. Hai người đúng là Uy Lao cùng Bailey, bọn hắn mới từ chương đính thiên chỗ ở đi ra, không thu hoạch được gì, vừa muốn đi địa phương khác, vừa vặn cùng Lục ẩn còn có Granny gặp nhau. Uy Lao hai người rất dễ làm người khác chú ý, Lục ẩn hai người cũng không kém, nhất là Granny, tận thế sau rất nhiều nữ tử sinh tồn đều không chiếm được bảo đảm, lại càng không cần phải nói dáng ngoài, Granny bên ngoài mỹ lệ, trong đám người tự như hồi sáng lên đồng dạng lập tức bị willow phát hiện cũng nhận ra willow granny kinh hô vô ý thức tới gần lục ẩn lục ẩn ánh mắt ngưng tụ willow cái tên này hắn nghe qua nhiều lần để quốc đệ nhất quân sự học viện người mạnh nhất đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ tin anh nhân vật trùng hợp như vậy rõ ràng tại đây gặp willow nhìn xem granny cũng có chút kinh ngạc kinh thành là điều tra nhiệm vụ phải qua đấy Granny xuất hiện chẳng lẽ cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Willow không khỏi bật cười, ánh mắt nhìn hướng lục ẩn, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, thông qua tinh năng hắn khả dĩ cảm giác ra lục ẩn bất quá vừa mới đột phá, rác rưởi mà thôi. Ngươi nhận thức. Bailey trầm giọng hỏi. Willow đáp, cùng một cái học viện. Mang theo A, à, chúng ta thiếu nhân thủ, Bailey trầm giọng nói. Willow gật gật đầu, đối với Granny quá khẽ, tới, đi theo chúng ta. Granny trong mắt hiện lên một tia ý sợ hãi, nhìn về phía lục ẩn. Thí luyện nhằm vào tất cả mọi người, trừ phi bằng hữu thân thuộc, nếu không tự là địch nhân, dù là cùng một cái học viện đều là địch nhân. Đối với Granny mà nói lục ẩn tuy nhiên khống chế nàng, nhưng chưa cho nàng nguy hiểm tánh mạng, quy bất đồng, đến tự tin không người càng thêm tâm ngoan thủ lạc. Ta cho ngươi tới, không nghe thấy sao? Willow hét lớn, hấp dẫn không ít người chú ý. Bai Ly nhíu mày, nhỏ giọng một chút. Quy Lao dương mắt lạnh lẽo Granny, ánh mắt băng hàng. Lục ẩn tiến lên vài bước, nhàn nhạt nhìn về phía Quy Lao, ngươi tại cùng với nói chuyện. Rất nhào nhào có biết hay không? Quy Lao ngơ ngác một chút, đại khái không nghĩ tới lục ẩn dám nói như vậy, không khỏi cười lạnh, ta không biết ngươi là cái nào học viện đệ tử, bất quá hôm nay, ngươi khả dĩ xóa tên rồi, nói xong, đơn trưởng ép xuống, không khí chấn động, đất bằng một hồi rung động áp hướng bốn phía, không ít người sống sót còn không có kịp phản ứng đã bị chấn khai. Lục ẩn Long mi nhảy lên, liệt không trưởng. Nhìn xem, hắn đồng dạng đơn thủ ép xuống, sau đó một trưởng đánh ra. Cùng lúc đó Uy Lao cũng một trưởng đánh ra. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 30 Hỗn Chiến Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio hai đạo giống như đúc công kích tại giữa không trung kích đụng tất cả mọi người chỉ nghe một tiếng nổ vang không khí tứ tán vô số kình phong đụng nát vách tường thậm chí nghiền áp cầu đụng nhau chi địa đại địa băng liệt khí lưu cuộn tất cả lên sau đó tại trăm mét không trung tứ tán uy lao kinh ngạc nhìn qua lục ẩn ngươi rõ ràng khả dĩ thi triển liệt không chưởng lục ẩn ánh mắt lạnh nhạt hắn nghe Granny đã từng nói qua uy lao khả dĩ thi triển liệt không chưởng hắn không kinh ngạc hắn kinh ngạc chính là uy lao liệt không chưởng tự hồ, có chút yếu, bởi vì giờ phút này uy lao tay phải tại phát trung, đây là cưỡng ép thi triển liệt không chưởng hậu quả. Ba ly đồng dạng kinh ngạc nhìn qua lục ẩn, liệt không chưởng có thế không phải là người nào cũng có thể dùng, người này không thể so với uy lao trên lệch. Cùng một thời gian, sắt thép trên tường thành, chương đính thiên cùng bạch tuyết đồng thời nhìn về phía nội thành, một nhảy dựng lên, ánh mắt băng hàng. Bạch tuyết trong mắt sát ý tràn ngập, thiên cấp cường giả trong thành động Tây tạo thành tai nạn là cực lớn, những học sinh này hoàn toàn không để ý người địa cầu chết sống, phải giết chết. Nội thành, Granny Kinh Hô, chương đính thiên đã đến, bên cạnh còn có một cổ tham cảnh lực lượng. Lục ẩn không thèm để ý, đối diện, ba ly tắc thì nhíu mày, tóc chiến tóc thắng, chương đính thiên đã đến. Will lao con mắt nheo lại, bên ngoài thân bao trùng giới chỉ chiến giáp, nhảy lên phóng tới lục ẩn, một chân rút ra, người bình thường căn bản nhìn không tới công kích của hắn tốc độ lục ẩn nhấc chân một cước đá vào uy lao trên bàn chân mặt đất băng liệt trầm xuống khí lãng gạt ra uy lao gầm nhẹ bên ngoài cơ thể tinh năng bộc phát nghiền áp hướng lục ẩn đại địa đang run sợ hắn muốn dùng thuần túy tinh năng quyết thắng thua lục ẩn cười lạnh trong cơ thể hắn tinh năng khẳng định không có uy lao nhiều nhưng hắn hấp thu tinh năng tốc độ nhưng lại uy lao gấp hai cho dù so tiêu hao hắn cũng không sợ Granny cấp tốc lui về phía sau, cái này cổ tinh năng đối oanh nạn không nghĩ thừa nhận. Xa xa, Bailey ánh mắt lạnh lẽo, phóng tới Granny, đưa tay chọc tới. Granny cắn răng, bóp nát mấy viên hỏa diễm tinh thể, bành trướng hỏa diễm tại đại địa thiêu đốt, viêm hỏa trưởng quát khẽ một tiếng, Granny lòng bàn tay hỏa diễm ngưng tụ chụp về phía Bailey, Bailey ánh mắt lãnh ngạo, động tác không biến, Granny viêm hỏa trưởng bị Bailey một trưởng đập tán, chênh lệch quá lớn. Granny hỏa diễm đối với Bailey mà nói quá nhu nhược. Lục ẩn mắt thấy Granny bị Bailey bắt lấy, tay phải oanh ra, không khí mắt thường có thể thấy được hình thành sóng xung kích quanh hướng Bailey. Bailey quay người một quyền đem liệt không chưởng chấn vỡ. Willow, đi. Willow cười to, thân hình lắc lư hướng phương xa phóng đi, tốc độ lần nữa đề cao. Lục ẩn hừ một tiếng, du thân bộ trực tiếp phóng tới Willow, giơ lên chưởng, chưởng ra tinh thần hiện, Willow ánh mắt nhất biến không hiểu một cổ cảm giác nguy cơ vọt tới nhìn chằm chằm lục ẩn một chưởng không chút do dự tránh đi đáng tiếc thiên tinh chưởng cũng không phải dễ dàng như vậy tránh đi tinh thần vận chuyển nguyên vốn là đựng khổng lồ hấp lực dùng lục ẩn tay phải làm trung tâm cái này phương trong trời đất đầy đủ mọi thứ đều giống như tinh thần bị hấp thu Bài ly khiếp sợ lục ẩn một chưởng này liền hắn đều hoảng sợ phanh một tiếng vang thật lớn will lao cuối cùng trước mắt thi triển liệt không chưởng bị triệt để nát bấy thân thể của hắn như là lưu tinh bị hung hăng nhập vào đại địa nội, đem đứt gãy cầu lần nữa nát bấy, đại địa bị nện ra cực lớn hố, hố nội, Will Lao phun mạnh lối ra huyết, không thể tin nhìn về phía lục ẩn. Hắn không muốn qua chính mình sẽ bị người một chưởng kích thương, một chưởng kia quá cương mảnh, giới chỉ chiến giáp đều nát bấy. Granny khiếp sợ, Will Lao thế nhưng mà học viện người mạnh nhất, rõ ràng bị một chưởng trọng thương, bất khả tư nghị. Dám trong thành chiến đấu, các ngươi muốn chết rỗng to một tiếng tự xa xa truyền đến ngay sau đó là lăng lệ ác liệt trảm kích vượt qua thiên không vào đầu rơi xuống mục tiêu trực chỉ Bailey. Bailey bỏ qua granny mình cũng tránh đi trảm kích thiết cát cắt đại địa tạo nên vô số lăng lệ ác liệt kình phong Bailey trước tiên xuyên thẳng mặc vào giới chỉ chiến giáp ngưng trọng nhìn về phía chương đính thiên không trung chương đính thiên nhìn quét phía dưới ánh mắt lướt qua Bailey cùng granny thấy được đứng trên mặt đất lục ẩn cùng hố nội rõ ràng bị thương uy lao, trong nội tâm trầm xuống, hắn cùng bai còn có uy lao đã giao thủ, hai người đều rất cường, hôm nay một cái bị trọng thương, lại xuất hiện người xa lạ, người kia hiển nhiên tựu là đã thương uy lao người, người này, càng mạnh hơn nữa. Khó giải quyết rồi, giờ khắc này liền chương đính thiên đều toát ra ý nghĩ này. Là trọng yếu hơn là tại đây mới bốn cái, còn có bốn cái thiên cấp cường giả không có ngôi đầu lên khục khục quy lao che thân thể tự hố nội đi ra kiên kỵ nhìn xem lục ẩn đi đến Bailey bên cạnh thân thế cục bất lợi Bailey con mắt nheo lại hít sâu khẩu khí sắc mặt biến được bình tĩnh chưa hẳn tam phương hỗn chiến nghĩ biện pháp chính mình đi nói xong rồi đột nhiên phóng tới granny tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm một tay lấy granny vung hướng chương đính thiên chương đính thiên vô ý thức giơ lên đao chém tới granny hoảng sợ sắc mặt trắng bệch lục ẩn đằng không, đẩy ra Granny, đón chương đính thiên trảm kích một chưởng đánh ra, liệt không chưởng chấn động trảm kích, tại không trung đối bính, không khí vặn vẹo, nhận thức lấy khổng lồ đụng nhau chi lực, lục ẩn bị ép đáp xuống, cước bộ thật sâu dẫm vào lòng đất, khiếp sợ, cái này là chương đính thiên lực lượng. Bailey đem Granny vải đi ra sau trực tiếp ly khai, Will Lao cũng đồng dạng, một cái chương đính thiên đã rất khó đối phó, hơn nữa không hiểu thấu địch nhân, bọn hắn cho dù tự phụ, nhưng không ngốc. Bất quá bọn hắn không ngốc, chương đính thiên cũng không ngốc, cho Granny một đao sau không chút do dự lại cho Bailey một đao, lưỡng đao cơ hồ không có thời gian khoảng cách, Bailey vừa đi chưa được mấy bước tự tao ngộ trảm kích, vội vàng tránh đi, sắc mặt khó coi, chúng ta không nghĩ đánh, để cho chúng ta đi. Chương đính thiên thân thể mạnh mà phóng tới Bailey, một cái cũng đừng muốn đi, nói xong dơ lên đao chém tới, khoảng cách gần một đao áp bách lại để cho Bailey giận dữ, Trọng quyền Bailey gầm nhẹ, nắm tay phải nắm chặt, tầng tầng rung động gạt ra không khí, một quyền oanh ra. Oanh đại địa chấn chiến, Trọng quyền là Bailey chiến kỹ, hắn vốn cho là một quyền này đủ để chấn tổn thương Chương Đính Thiên, nhưng kết quả lại để cho hắn kinh hãi, Chương Đính Thiên không chỉ có không có bị chấn thương, ngược lại càng hung mạnh để lên, đem Bailey trực tiếp ép vào lòng đất, khí lãng tự như biển gầm mang tất cả hướng tứ phương, phạm vi ngàn mét triệt để hủy diệt. Quy Lao bất đắc dĩ ra tay, liệt không trưởng oanh hướng chương đính thiên. Chương đính thiên trở tay một đao xé mở liệt không trưởng, trường đao lần nữa chém ngang hướng Bailey. hắn một người độc chiến hai người. Lục ẩn vừa muốn ra tay công kích Quy Lao, lòng bàn chân chẳng biết lúc nào xuất hiện băng cứng, cách đó không xa, Granny hai chân bị đóng kết, bạch tuyết theo phía sau nàng đi ra, lạnh lùng chầm chầm vào lục ẩn, không muốn vọng động. Lục ẩn nhìn về phía bạch tuyết, trong mắt hiện lên kinh diễm chi sắc rõ ràng có đẹp như vậy nữ nhân ngươi là lạc thánh bạch tuyết lục ẩn suy đoán bạch tuyết âm thanh lạnh lùng nói xem ra các ngươi những này ngoài hành tinh đệ tử điều tra rất rõ ràng lục ẩn thản nhiên nói chu sơn nói cho ta biết nàng nói vẻ đẹp của ngươi có thể làm cho người một mắt nhận ra bạch tuyết ánh mắt băng hàng ngươi động chu sơn lục ẩn vừa muốn giải thích một đạo trảm kích xẹt qua chương đính thiên mưu toan đem hắn cũng kéo vào chiến trường, lục ẩn tránh đi, ánh mắt xéo qua chứng kiến bạch tuyết trực tiếp đông lại Granny, hắn nhướng mày, du thân bộ xuất hiện tại Granny bên cạnh thân, một phát bắt được bạch tuyết thủ trưởng, vào tay trắng nõn, cũng rất lạnh buốt, ngươi muốn giết nàng. Bạch tuyết âm thanh lạnh lùng nói, thì tính sao, nói xong, bên ngoài cơ thể truyền ra cực độ rét lạnh. Lục ẩn ánh mắt nhất biến, thiên phú, ngươi có được hàng băng thiên phú. Bạch Tuyết không nói gì, cùng Lục Ẩn nắm chặt cùng một chỗ thủ trưởng trực tiếp đông lại, lan tràn hướng Lục Ẩn cánh tay, nàng muốn đem Lục Ẩn cùng Granny toàn bộ đông lại. Lục Ẩn ánh mắt nghiêm nghị, bị đóng kết thủ trưởng bộc phát tinh năng, mơ hồ có thể thấy được tinh thần vận chuyển, trưởng ra tinh thần hiện, thiên tinh trưởng vừa ra, băng cứng vỡ vụn, Lục Ẩn thiên tinh trưởng hơi chút dùng sức liền chấn khai Bạch Tuyết, đem nàng đẩy lui hơn 10m. Bạch Tuyết cánh tay đau nhất, trong nội tâm rung động, lần thứ nhất có người dễ dàng như thế chấn vỡ nàng băng cứng. Có lẽ là chứng kiến Bạch Tuyết bị đánh lui, Chương Đính Thiên bỏ qua Bai Ly cùng Uy Lao, một đao chém về phía Lục Ẩn. Lục Ẩn không kiên nhẫn, tránh đi Chương Đính Thiên một đao, lấy ra Chu Sơn căn cứ chính xác kiện ném cho hắn, ta là bạn của Chu Sơn, không phải người ngoài hành tinh. Chương Đính Thiên tiếp nhận giấy chứng nhận, ánh mắt kinh ngạc, ngươi là địa cầu người. Lục Ẩn gật gật đầu, ánh mắt xéo qua đảo qua, biến sắc, không tốt, hai người kia muốn chạy, truy, nói xong du thân bộ truy hướng cách cách mình gần đây uy lao. Chương đính thiên không thời gian nghỉ nhiều, một đau chém về phía bai ly. Hôm nay trong mấy người bên ngoài chương đính thiên mạnh nhất, khóa cảnh cường giả liền bai đều rơi vào hạ phong, lục ẩn thiên tinh trưởng tuy nhiên cương mảnh, nhưng lại vẫn không có lại để cho hắn đột phá dung cảnh sức chiến đấu, thứ nhất là bởi vì hắn bản thân chiến lực qua thấp, mới hơn một ngàn, thứ hai cũng là bởi vì thiên tinh trưởng mới vận chuyển hai khỏa tinh thần, nếu như là ba khỏa, có lẽ có thể đem lục ẩn tăng lên tới khóa cảnh thực lực. Quy Lao Nguyên Vốn cũng không phải là lục ẩn đối thủ, cùng chương đính thiên một trận chiến trung lại bị trọng thương, rất dễ dàng bị lục ẩn bắt lấy. Bai đã ở chương đính thiên không dừng lại tận công kích sa súc bại, bị một đao chém trúng ngực ngã xuống. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.